cảm ơn các chị rất là nhiều. Và chúng ta cũng quên dành cho MC một sự đột phá xuất sắc. Giống như là anh chủ tịch có nói, mong muốn cho mọi người đột phá vào buổi sáng ngày hôm nay, thực sự là cảm thấy rất là nhiều cảm xúc. Không chỉ là vì cái video vừa rồi mà thực sự là cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì chỉ sau có một ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì em Kim phải nói là đã có một cái bước chuyển biến rất là lớn. Và sáng nay thì vô cùng hài lòng với phần nhận chương trình và kết nối mọi người của em Phạm Kim. Rồi, thì có lẽ chúng ta cũng biết nhau rồi, không giới thiệu nhiều về bản thân của mình nữa. Và hôm nay đến đây là để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức và đặc biệt đó là cái quy trình phát triển kinh doanh thành công của tổ chức VinWin, để có thể là giúp cho các chị chúng ta có được những cái kiến thức nền tảng và đặc biệt là chúng ta có những cái quy trình, cái công cụ làm việc hiệu quả, rút ngắn cái thời gian thành công của chúng ta. Và trước trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta vừa xem một cái video clip có thể nói là cực kỳ ý nghĩa đúng không các chị? Mà thực sự thì coi video này em tính bằng trăm lần chứ bằng ngàn lần, bằng chục lần đâu các chị. Nhưng mà lần nào cũng không thể kịp được mắt bởi vì để nhìn cái hình ảnh của mình ở trong đó. Và thật sự với các anh chị rằng cái câu chuyện về ước mơ của cậu này làm chúng ta rất là cảm động luôn các anh chị. Anh ấy phải vượt qua rất là nhiều những cái sự dị nghị từ người thân, từ bạn bè, từ những người hàng xóm và thậm chí còn bị rất nhiều người bạn là chọc quê và đánh nó các anh chị. Mình nhìn lại cái hành trình 16 năm mình làm cái kinh doanh này và mình cũng trải qua rất là nhiều những đắng cay ngọt bùi. Mà thậm chí là hiện bị bố Huyền đuổi ra khỏi nhà từ năm 19 tuổi nha các anh chị. Khi đó thì nó quyết định là lựa chọn cái ngành kinh doanh này chứ không lựa chọn đó là gì ạ? Cái con đường mà gia đình đó là mong muốn mình đi theo. Nhưng mà khi mà bị đuổi ra khỏi nhà thì em biết rằng mình là người gì ạ? Đi tìm hiểu là mình người đã gì ạ? Đã giống như là ba mẹ mình cái thời xưa, cái thời mà được ông bà dạy dỗ là học thật tốt ra kiếm việc làm, ra có cái bằng kiếm việc làm, đó là cái con đường đúng của ngày xưa. Ngày đó đâu có công nghệ, ngày đó đâu có cơ hội đâu, không ăn học, không có bằng cấp thì lấy cái gì mà ăn. Nhưng mà thời này nó khác rồi đúng không các chị? Và mình là người hiểu biết, mình có lựa chọn của mình, có định luật, gọi là định cái quyết định của mình và mình theo đuổi nó. Và thật sự hiện trạng có vô vàn những khó khăn. Có những thời điểm mà hiện với là một người chị cùng đồng hành đi làm kinh doanh mà một ổ bánh mì không, hai chị em chia nhau mỗi người nửa ổ, trong túi có 6.000 đồng để gặp khách hàng. Và khi đến quán nước mía chỉ dám chọn những quán cà phê cấp hoặc là nước mía. Mà khi mà uống thì chị bảo là chị vừa uống xong chị không muốn đâu em. Tức là để dành tiền nó mới uống một ly và khách hàng một ly để dành túi 2.000 đồng để lỡ mà bể lốp ba xe. Nó khổ lắm các chị ạ. Và trải qua rất là nhiều đắng cay ngọt bùi, ngày hôm nay chúng ta có được những cái kinh nghiệm, có được những cái thành tựu nhất định trong kinh doanh này. Và Hiền mong muốn chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm này để giúp cho các anh chị không phải trả giá, không phải đánh đổi quá nhiều thời gian công sức giống như Hiền các anh chị ạ. Có hai cách để chúng ta thành công. Một cách đó là chúng ta gì ạ? Làm, chúng ta sai, chúng ta sửa, chúng ta làm lại, chúng ta là tiếp tục làm, chúng ta sai, chúng ta lại tiếp tục rút kinh nghiệm, chúng ta trả giá thời gian, trả giá tiền bạc và thậm chí trả giá cả uy tín luôn. Rồi cuối cùng lên cũng để thành công. Và cách thứ hai là gì? Chỉ đơn giản là mình copy một cái công thức, một cái cách thức của người họ đã thành công đi trước rồi. Họ chuyển giao cho mình. Mình chỉ làm đúng như vậy. Thì theo các chị thì các chị muốn chọn cái cách nào ạ? Cách thứ hai đúng không? Chúc mừng tất cả các chị đã chọn rất là đúng. Cái thứ đồng ý là đó. Ví dụ như bây giờ là nếu như chúng ta mở một cái quán kinh doanh cà phê, một cái quán cà phê, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm mở cà phê. Thay vì bây giờ chúng ta phải tự nghĩ là bây giờ mình nên chọn mặt bằng ở đâu? Thay vì mình phải lựa chọn là không biết mình đề kho, mình trang trí theo phong cách như thế nào, không biết làm sao được quản lý nhân viên, đào tạo nhân viên, pha chế, phục vụ, có đúng không anh chị? Thay vào đó, chúng ta chỉ cần là gì ạ? Lấy cái công thức thành công của một cái thương hiệu nào đó đã có sẵn rồi, họ chuyển giao công thức cho mình luôn, mình làm y chang như vậy, thì có phải mình rút ngắn được rất nhiều thời gian trải nghiệm để thành công đúng không ạ? Và lấy một ví dụ khác, hôm nay hiện về ở Nha Trang này, bây giờ mình muốn đến nhà của chủ tịch chơi, thì theo các anh chị làm cách nào để đến nhà chủ tịch nhanh nhất ạ? Đi xe ô tô là cái chuyện bình thường. Định vị Google bình thường. Đi ra chủ tịch là nhanh nhất. Có đúng không anh chị? Leo lên xe ông chủ tịch. Anh chủ tịch là người đã đi hàng trăm hàng nghìn lần những đoạn đường đi về nhà. Anh biết chỗ nào công an hay không? Đúng không? Chỗ nào bắt tốc độ, chỗ nào kẹt xe, chỗ nào có thể ổ gà, anh biết, anh rất là rõ. Cho nên cái con đường ngắn nhất để chúng ta đi đến thành công đó là chúng ta hãy đi theo cái dấu chân của người thành công đi trước. Các chị đồng ý không ạ? Và chính vì vậy mà ngày hôm nay thay vì các chị chúng ta trả giá cho những cái gì ạ? Những cái thất bại, những cái bài học kinh nghiệm mình rút ra, mình xương máu,
chi bằng bây giờ mình chỉ cần copy nguyên bản cái cách làm của người thành công và mình ốp vô một cái là mình ngay lập tức đều có thể gì ạ? Lấy được kinh nghiệm rất là nhiều năm thành công của họ là cái tài sản cho chính mình, đúng không ạ? Thế thì trước tiên là buổi sáng ngày hôm nay thì có một câu chuyện để tặng cho các anh chị. Các anh chị có thích nghe chuyện không ạ? Có. Nghe chuyện thì nhà mình có tay để tặng cho. Ở trên chung các chị nghe rõ không ạ? Ok. Thế thì câu chuyện rất là hay luôn các anh chị. Câu chuyện này xảy ra là một cái người con của ông vua bán hàng Blessinger. Các anh chị nào mà chúng ta đọc sách chúng ta sẽ biết ông vua bán hàng Blessinger, một triết giả đào tạo rất là tuyệt vời. Thế thì một ngày nọ cậu con trai của ông ấy cũng nhỏ hơn đến gặp cha và nói cha ơi, cha là người nổi tiếng, là người thành đạt, con muốn lớn lên con được như cha, con khát khao được gì ạ, trở thành vua bán hàng, siêu bán hàng giống như cha, cha dạy cha chuyên nghề cho con được không? Thế thì ông bố nói là con còn nhỏ, con chưa có gọi là gì ạ, chưa có cần và chưa có nên học cái này đâu, nhưng mà cậu bé này rất là khát khao, không, con muốn được gì ạ, được đào tạo ngay từ còn bé và con muốn có được những kỹ năng, những cái kinh nghiệm tuyệt vời của cha, cha dạy chuyên nghề cho con đi. Thế thì ông vua bán hàng Blessing có mới nghĩ bằng mắt, thôi được rồi, bây giờ nếu như con làm một cái bài tập của cha, ok ha, con làm được thì cha sẽ gì ạ, truyền nghề cho con. Thế thì ông vô trong kho các chị, ông lấy một cái áo thun, cái áo thun nhỏ bé bình thường, áo thun trắng, ông đưa cho cậu bé này. Cái giá trị của áo thun thì khoảng tầm chưa đầy là $5, nhưng mà ông đưa cho cậu bé, ông bảo là con đem ra ngoài con bán cho bà với giá là $50. Thế thì lúc này cậu bé hết hồn, trời ơi cha, sao mà được, cái áo này chưa đầy $5 mà bây giờ cha bảo con bán $50, ai ta mua? Nhưng mà ông nghiêm nghị nói là bây giờ con có thực sự khát khao, con muốn học không? Thì nếu như con làm tốt cái việc này cha sẽ truyền cho con. Thế thì cậu bé minh cưỡng, thôi được rồi, vậy để con thử. Thế thì cậu bé cầm cái áo đi ra ngoài chợ, đi rao rất là nhiều. Nhưng mà thực ra cái áo này nó quá bình thường, nó quá rẻ tiền mà bây giờ rao $50, cha hàng mai nào mua? Thế thì cậu bé này đi năn nỉ từng sạp, từng người trên chợ, trên sạp, năn nỉ rất là nhiều. Từ sáng đến chiều luôn, chưa luôn, không có ai mua hết. Thế thì buổi chiều sẽ thì có một cái bà chủ sạp, nó thấy tội quá, thằng nhỏ thì nó lang thang từ sáng giờ, nó chạy đi mời mọc, nó rao cái áo tội quá, quất lại, mới hỏi là tại sao lại đi bán cái áo như vậy mà áo mắc vậy, ai mà mua? Thế thì cậu bé mới kể lại là con muốn, con khát khao, con được học nên con muốn là bán giá này giống như yêu cầu của ba con. Thế thì mủi lòng cái bà chủ sạp này thấy tội quá, thôi nên để con mua cho để con được về, tội con. Thế thì cô cũng bỏ ra $50 mua dùng cho cậu bé cái áo. Và cuối cùng cậu bé chạy về khoe, cha ơi cha, con bán được cái áo rồi với giá $50. Các chị thấy cậu bé này có hay không ạ? Hãy dành cho cậu bé chẳng có tay đi ạ. Thế thì ông Blessinger ông chẳng nói gì hết. Tốt con, ông vô trong kho, ông tiếp tục lấy một cái áo y chang như vậy, cũng áo thun trắng rất là bình thường như vậy, chỉ giá chỉ có chưa đầy $5. Ông đưa cho cậu bé, bây giờ nè, con mang cái áo này ra ngoài bán với giá là $500, bán được về ba chị cho. Cậu bé này hết hồn, vô lý, $50 con bán cả ngày không được, con nắn nỉ mãi luôn, có cái bà kia mất tội nghiệp, con mua giùm con đi, mà bà con $50, $500 làm sao bán được, không được đâu. Thế thì ông lại nghiêm nghị nói là con có thực sự khát khao muốn học đâu, thế thì con hãy làm cái bài tập này đi. Thế thì cậu bé một lần nữa rất là miễn cưỡng, trời ơi, cầm cái áo ra ngoài thất thểu, kiểu này là đi ra ngoài chợ mà nắn nỉ với bà là chắc chắn là không may, người ta thương thì cũng thương mà làm sao tôi mua $50. Thế thì cậu bé nghĩ rằng đến những cái trung tâm thương mại, những cái nơi mà người ta sang trọng, người ta có tiền hơn, tìm thì may ra có người ta tội nghiệp ta mua. Thế cậu cũng mang đến những trung tâm thương mại, những cái nơi mà có những người giàu có hơn, rao rồi mời khung mà $500 cái áo này không thể nào được. Thế thì suốt một buổi như vậy đi tìm mãi, đi mời mãi không ai mua. Thế thì cậu bé này chợt nảy ra một cái ý kiến, một sáng kiến rất là hay. Cậu bé này nhớ lại là mình có một người ông anh làm họa sĩ, ông vẽ rất là đẹp, và cậu bé này mới chạy đến gặp ông anh ơi, anh giúp em anh vẽ cho em một cái tác phẩm thật là đẹp lên được không anh? Thế thì anh chàng này đúng nghề của mình rồi. Đấy, ok, chuyện nhỏ. Thế thì anh mới vẽ lên một cái tác phẩm rất là đẹp lên chiếc áo này. Và đương nhiên cậu bé này rất là thích thú, và sau khi hoàn tất xong, cầm cái áo ra ngoài trung tâm thương mại và rao. Ồ, đây là chiếc áo nghệ thuật, có một hình vẽ rất là tuyệt vời và ý nghĩa của này kia. Thì cuối cùng có một cặp vợ chồng này rất là gì ạ? Là yêu thích nghệ thuật, rất là gì ạ? Có hứng thú với lại hội họa và cũng thấy cái áo này rất là độc đáo. Thế thì quyết định là mua cái áo này với giá $500. Chúc mừng cậu bé, tuyệt vời không ạ? Đấy. Cái gì đều khoe, ba ơi, con học rồi, ba truyền con đi. Ông cũng chẳng nói gì, thôi con. Ông vô kho lấy thêm một áo y chang như vậy nữa, cũng cao thun như vậy. Cha có gì khen, nhưng mà lần này con mang ra con bán cho cha với giá $5,000. Impossible, không thể nào được. Con nghĩ là không có cách nào làm được đâu.
Thế thì người bụng rất là nghiêm nghị. Nếu như con có lòng tin, con chưa thở sao con biết được? Con quyết tâm con cố gắng thở xem. Cậu bé này cầm cái áo, bây giờ ông có vẽ một cái gì, một cô nữ khỏa thân thì cũng chẳng có giá đâu, không có giá đâu. Cậu bé này nghĩ mãi và cũng đi ra ngoài, cũng thử nghĩ cách và tìm cách nhưng mà không được anh chị. Thì cũng đi làm rảo với nghĩ cách và đi mời không được. Thì cuối cùng cậu bé này vô tình bắt gặp ở trên một cái tường á, nó có một cái tấm poster. Đó là một cái danh thủ, cầu thủ rất là nổi tiếng thế giới, đó là Cristiano Ronaldo. Ngày hôm đó anh ấy đáp xuống trên máy bay để thi đấu một cái trận bóng đá rất là gì ạ, đặc biệt ở địa phương. Thế lúc này cậu bé mới nảy ý tưởng, à biết cách rồi. Cậu bé này chạy lên sân bay, chen chúc chen lấn từ rất là sớm để cố gắng làm sao để chen lên cái hàng đầu để gặp được cái danh thủ cầu thủ nổi tiếng, và giơ kéo lên rất là khao khát, khao khát. Thế thì khi Ronaldo xuống máy bay thì bảo vệ rất là nhiều và không có cho ai tiếp cận hết. Nhưng mà thấy một cái cậu bé chờ nhỏ xíu mà rất là khát khao, rất là quyết tâm, và giống như là này thì Ronaldo quay lại thấy tôi mới cúi xuống ký cho cậu bé một cái chữ ký. Và cậu bé hỏi, chú ơi con có thể đấu giá cá này được không? Dĩ nhiên nó là của con mà. Thế thì cậu bé mới ra lên, đây là chiếc áo chuyên nhất có chữ ký của cầu thủ Ronaldo, khởi đầu giá 5.000 đô. Ôi người ta trả. Cuối cùng bán được 7.500 đô. Để bao nhiêu tiền? Thế thì khi mà về nhà thì cậu bé nói bố là, bố ơi bây giờ con không cần bố phải chuyên gì nữa cả, đúng không? Con đã là bậc thầy bán hàng. Thế thì cái câu chuyện này cho chúng tôi bài học rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Các anh chị có bài học gì có thể chia sẻ với mọi người không? Xin mời ạ. Ok, xin mời bạn. Bài học gì ở đây ạ? Còn gì nữa không? Sáng tạo. Dành cho chị và Kiều Hanh một trái tim lớn. Còn lại cái kiến không? Bài học gì ạ? Không bỏ cuộc. Yes, kiên trì mà nhất định không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Các bạn. Yes. Yes. Rất tuyệt vời, dành cho chị trả bài lớn. Ok. Còn lại có bài học hay nữa không? Chia sẻ với mọi người không đúng không sai, chỉ là quan điểm nhìn nhận của mình thôi ạ. Có không ạ? Ok, xin mời em. Dạ thưa anh, đó là khao khát làm được cái việc mình muốn. Yes, tuyệt vời. Cái bài học các chị có thể rút ra đúng không ạ? Thì trong đó thì chắc chắn rồi là nếu cậu bé này không có lòng khát khao, đúng không, không có mong muốn đạt được thì đã không quyết tâm và cố gắng. Và nếu như bạn này không có gì ạ, là sáng tạo thì sẽ không tìm đến cái giải pháp. Ông Jack Ma từng nói một câu là trên đời này phàm chỉ có thứ mà mày không nghĩ ra được, chứ không có thứ mà mày không làm được. Chỉ cần nghĩ ra được là sẽ làm được. Hồi xưa người ta nghĩ là con người có bay được như chim không ta? Cuối cùng có bay được không? Bay được, bay tốt. Ngày xưa là nghĩ gì ạ? Một đôi hài á đi trên mặt nước, đúng không? Chạy trên mặt nước. Bây giờ đi được trên mặt nước chưa? Được. Chinh phục cả đại dương đúng không ạ? Rồi người ta nghĩ là gì? Sau này con người có thể gì ạ? Ở đây nói chuyện với người ở múc ở đâu á? Bây giờ được chưa? Thậm chí thấy mặt luôn, nửa vòng trái đất thấy mặt nhau luôn đúng không anh chị? Thế thì một bài học rất quan trọng ở đây thì muốn các chị rút ra là một cái lon nước ngọt bao nhiêu tiền một lon anh chị? Nếu mà bán ở ngoài chợ tạp hóa 8-10 nghìn một lon. Nhưng mà nếu như cái lon nước ngọt đó đặt ở trong một cái quán cà phê sân vườn thì bao nhiêu một lon? Có thể là 15-20 ngàn. Cũng cái lon nước ngọt đó bây giờ không đặt ở đó mà đặt ở sân bay thì bao nhiêu tiền? 50 ngàn. Nếu như cũng lon nước ngọt đó đặt ở một cái khách sạn 5 sao, một cái resort ở Nha Trang thì bao nhiêu tiền? 100 ngàn. Cái lon nó có thêm gì vô không? Có thêm vàng không anh? Có thêm kim cương hay cái thứ gì vô không? Cũng là cái lon nước ngọt đó. Vậy thì cái vị trí đặt có quan trọng không anh chị? Đúng không ạ? Cực kỳ quan trọng. Giống như một cái chiếc áo nó không có giá trị nhưng mà nó được kết hợp với một thứ có giá trị, nó trở nên rất là giá trị. Cũng là một cái nhẫn nha, cũng là một cái nhẫn nha, nhưng mà nhẫn đến một cái hột đá thì bao nhiêu tiền? Có đúng không? Nhưng mà đến một cái hột gì ạ? Hột xoàn thì bao nhiêu tiền? Mà nếu như một hột xoàn là 5 carat với lại 10 carat với lại 20 carat có khác nhau không? Rất là khác nhau. Một cái vật mà được đặt đúng vị trí, được kết hợp với những thứ có giá trị, nó giống như cái câu kết nối là gì ạ? Bạn không cần phải là người khổng lồ, chỉ cần đứng trên vai của người khổng lồ bạn cũng trở nên khổng lồ, đúng không các anh chị? Một cháu thân lớn để cho bài học này. Và một điều cần chia sẻ của chị bác đó thì rất là tâm đắc, đó là có đôi khi con người chúng ta bất lực trong cái việc là muốn lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp giúp đỡ cho mọi người, nhưng mà lực bất tòng tâm. Mình không có tài chính, mình không có tầm, mình không có tài,
Mình rất là muốn giúp đỡ, giúp ích cho xã hội, nhưng mình lấy cái gì để giúp? Nhưng mà nếu như ngày hôm nay mình tham gia vào một cái nhóm từ thiện, có thể mình không có tiền, nhưng mà mình góp sức, góp công, có đúng không? Có phải là mình cũng đem lại một cái giá trị nào đó cho xã hội không? Và xa hơn, hôm nay các chị có thể là một người không phải là quá tài năng, không có gì đặc biệt, nhưng mình kết hợp với một cái đối tác như là tổ chức Win2Win hay là công ty Zico, có phải cái giá trị của mình được nhân lên rất nhiều lần không? Đúng không các chị? Một chàng có phải điều đó. Để nói với các chị là nếu như ngày hôm nay chúng ta không biết cách gọi là đặt bản thân của mình vào nơi mà mình có giá trị, hoặc là mình đặt mình vào một cái nơi mà họ nó có thể làm tăng cái giá trị của mình lên, thì chúng ta chỉ dùng cái lực đòn bẩy của cá nhân mình thì rất khó để chúng ta đạt được cái thành công ở trong cuộc sống, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Zico và Win2Win rất là tuyệt vời, họ đã trao cho mình một cái cơ hội gần như là không mất một cái gì cả, đúng không ạ? Bên ngoài kia chị mà muốn đưa sản phẩm vô một cái kệ trưng bày, một cái phòng bảo tàng nghệ thuật hay là một cái khách sạn 5 sao, các chị phải có cái này cái kia cái nọ mới đưa vô được, không đơn giản đâu, đúng không? Còn ở đây mình vô đây, mình là một cá nhân rất là bình thường, nhưng mình đứng trên vai của ngã Win2Win, đứng trên vai của Zico thì mình cũng trở thành một người dạ rất tuyệt vời. Và đặc biệt là có cái lực đòn bẩy là mình tạo được cái hệ thống đội nhóm của mình ở bên dưới. Có thể mình không có giỏi, nhưng mà bên dưới mình rất nhiều người giỏi, mình vẫn có thể thành công, đúng không các anh chị? Thì đó là cái bài học đầu tiên mình chia sẻ với các chị buổi sáng ngày hôm nay. Thì từ sáng đến giờ chúng ta được giao lưu với rất nhiều người, những cái doanh nhân tiêu biểu ở thị trường Nha Trang này, đã nắm bắt, đã nỗ lực, đã làm việc và có những kết quả bước đầu. Và trong đó chúng ta được nghe những cái câu chuyện lý do tại sao họ chọn YouTube, tại sao mà họ lại đến với tổ chức Win2Win, và tại sao họ lại làm việc lan tỏa cái giá trị để không ngừng ra bên ngoài. Thì ở trong đó hình muốn chia sẻ với một cái bài học đầu tiên rất là quan trọng. Các chị nghe họ chia sẻ là tại sao họ làm Zico và tham gia Win2Win, đúng không các chị? Thì đây là một trong những cái bài, nó giống như là một bài hit ấy, mà cả cuộc đời này anh chị phải hát đi hát lại. Các chị, khi mà mình chia sẻ cho đối tác của mình, có thể họ chưa có nhớ được thông tin về công ty, về sản phẩm, về chính sách, về này về kia, nhưng cái mà họ ấn tượng, cái mà họ bị thuyết phục, cái mà họ bị ảnh hưởng, đó chính là cái câu chuyện tại sao bạn làm gì cũng, tại sao cái điều gì nó đã làm cho bạn là gì ạ? Tham gia vào môi trường này, mà khi bạn tham gia môi trường này bạn nhận được những cái giá trị gì? Thì đây là một cái bài hát mà các chị hát cả đời luôn. Và các chị nhớ nè, 90% thành công trong kinh doanh này là giải quyết được câu hỏi tại sao mình làm. Và làm như thế nào nó chỉ có 10% thành công thôi, đúng không ạ? Và trước khi bạn muốn bảo trợ cho người khác, bạn phải bảo trợ được chính mình. Mình còn chưa thuyết phục được mình thì mình không có thuyết phục được ai trên đời, đúng không anh chị? Thế thì chính anh chị phải tìm ra câu trả lời cho chính mình là tại sao cô làm. Chỉ khi nào các chị tìm được một cái lý do, một cái động lực đủ lớn và đủ nghiêm túc để các chị làm, các chị mới có thành tựu. Người ta là gì ạ? Tâm chúng ta đặt ở đâu thì thành tựu chúng ta đặt ở đấy, đúng không? Cái đích mình đặt ở đâu thì cái đầu mình nó ở đấy. Cái đích các chị đặt ở trong cái rạp hát thì các chị xem phim, cái đầu mình là đang giải trí. Cái đích của mình đặt trên sòng bài thì cái đầu mình tính toán quán bài. Cái đích mình đặt trên bàn nhậu thì mình nghĩ đến chuyện là vô trăm đi mày. Nhưng mà nếu cái đích mình đặt trong lớp học, cái đầu mình tiếp thu kiến thức, những cái mới, những cái tuyệt vời. Mình có nên cổ vũ và tặng chúng ta một trái tim lớn như đó. Chủ nhật là thời gian chúng ta đi giải trí, đi chơi, đi dành cho gia đình, đúng không? Nhưng mà chúng ta gác bỏ những cái thú vui trước mắt. Người vĩ đại các chị, người ta phải gạt bỏ được những cái tầm thường, những cái gọi là vụn vặt, những cái mà xé nát quỹ thời gian của họ, để họ tập trung năng lượng, thời gian cho những cái công việc hệ trọng, những cái việc có thể làm thay đổi được chất lượng cuộc sống của họ. Và các chị là những người tuyệt vời như vậy. Và hôm nay khi các chị muốn chia sẻ một cái lý do tại sao tôi làm gì có hiệu quả, hiện bày cho các chị là 4 bước, các chị phải ghi lại. Và hiện đã chia sẻ hôm bữa rồi, đúng không? Nhớ cái câu chuyện ghi số đề không? Có ai còn nhớ câu chuyện ghi số đề không? Cứ mỗi lần mà các chị mà gọi là đi học là phải nhớ là gì ạ? Mình không muốn là đánh chật số nha. Yes, phải có giấy viết để mà ghi lại. Một bộ óc siêu việt không bằng một cái gì ạ? Một mẫu giấy đất và một cái bút chì cồn. Các anh chị ghi lại không phải để các anh chị về nhà ôn lại học lại chưa chắc, nhưng mà các anh chị ghi nó giúp anh chị in vào não, hiệu quả gấp 25 lần các anh chị chỉ nghe không thôi.
Cho nên các chị vui lòng chúng ta ghi chép lại và chúng ta cho người đối tác của bạn một đấy. Cái buổi này rất là quan trọng, như tôi nói với bạn đó, bạn cần phải học buổi này. Đây là những người lãnh đạo, những người rất là tuyệt vời và những kiến thức rất là quan trọng. Nhưng mà thể hiện của mình là ngồi bấm điện thoại hay là mình không có tập trung học ghi chép, chắc chắn người bạn của mình sẽ không tin mình nói. Bà bảo tôi chương trình này hay lắm, quan trọng lắm, tôi thấy bà chả có học hành, chả tập trung gì cả. Đúng không các chị? Cho nên chúng ta là một tấm gương, một hình mẫu của tổ chức, của đội nhóm của mình. Và một tràng pháo tay vì đó các chị. Ông thì đi hàng trăm hàng nghìn buổi chương trình, thì nghe muốn thuộc luôn, thậm chí là ông chưa kịp mở miệng ra mình biết cái câu tiếp theo nói là gì luôn, đúng không? Nhưng mà mình vẫn học tập và ghi chép rất là nghiêm túc. Vì sao? Tại giấy của mình cứ ngồi mình biết quật là vé hưu vé lợn vé nắng cái gì đấy, vé kỳ kệ thôi. Nhưng mà biết là tôi hy máy tôi ghi để gì, để người trên này người ta cảm nhận mình tôn trọng ở cái những gì mình chia sẻ, người ta rất là cẩn thận, người ta ghi chép lại, người ta rất là gì ạ, là tôn trọng cái kiến thức mình chia sẻ và mình hưng phấn để mình chia sẻ tiếp. Mình móc ghen móc ruột lại cho cái thứ hai là họ ghi chép như vậy thì ảnh hưởng đến những người xung quanh, lan tỏa cái tâm tư học tập và cái điều tích cực, đúng không các chị? Cho nên các chị vui lòng ghi chép nhé. Và bốn bước để các chị chia sẻ này, có nhiều anh chị là mới, như là chị Hoan, như là thậm chí cả chị Lan và nhiều anh chị hồi sáng này chia sẻ. Các anh chị chia sẻ bằng những cái hiểu biết, bằng những cái cảm nhận rất là thật của các anh chị. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết cách chia sẻ, nó sẽ đi lòng vòng mà các chị nói không vào cái trọng tâm, cái người nghe người ta không muốn nghe. Ví dụ bây giờ lên đây thầy không nói về cái gì có quy định toàn cái thiết bị không à? Anh chị biết không, ngày xưa như em sinh ra trong một gia đình nó rất là khó khăn. Ba mẹ em thì người làm kế toán, người làm kinh doanh, rồi suốt bao nhiêu năm học tiểu học mà em đi học là em luôn luôn có các chị có muốn nghe cái điều đó không? Mày ai kệ mày, cái điều ta quan tâm là mày mang cái gì là cho tao, có đúng không các chị? Hoặc là bạn nói cái gì mà liên quan đến tôi đi, lên đây kể lể về mình. Người ta không quan tâm bạn là ai, người ta quan tâm bạn mang lại cho họ cái giá trị gì. Thế thì người ta cái gì phải lưu ý, giới thiệu ngắn gọn bản thân mình rất ít thôi. Bước một nè, giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Xin lỗi các anh chị, chữ của Hiển rất là xấu, các chị thông cảm. Bởi vì á, khoa học người ta chứng minh rằng những người mà quá thông minh thì tốc độ ghi của họ chậm hơn rất nhiều tốc độ gì ạ, độ nghĩ. Các chị thông cảm nhé. Tao chữa chữ xấu thôi. Tại vì nó nghĩ nhanh quá, ghi không kịp, biết từ từ đợi, nó nghĩ nhanh quá. Rồi, các chị thông cảm với bản thân bao gồm ví dụ như là gì ạ? Họ tên, rồi dạ, nơi sinh sống và làm việc, ở nghề nghiệp, nghề nghiệp trước đây hoặc là hiện tại. Và các chị có thể giới thiệu là danh hiệu nếu có, danh hiệu hiện tại ở Di Cúc, ở Vi Tư Quý. Đây, ngắn thôi. Bạn có làm bao nhiêu năm công tác ở đâu đâu? Bạn nói rất là ngắn. Tôi có 15 năm công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Thế là có đủ hiểu rồi. Không cần giải thích là cái vị trí đó rất là quan trọng đâu. Cái là giờ tôi đã giúp cho rất nhiều người bệnh nhân là thay đổi này kia đâu, không cần, người ta biết rồi. Và người ta không quan tâm điều đó. Cái thứ hai, đó là gì? Bạn hãy là cảm ơn cái người bảo trợ và cái tổ chức Vi Tư Quý, lãnh đạo và tổ chức Win, luôn luôn gieo cái văn hóa biết ơn cảm ơn cho tất cả mọi người. Và khi nào các chị có cơ hội đứng lên trên để nói với mọi người, hãy làm điều đó. Giống như luôn luôn biết ơn cảm ơn cái người lãnh đạo bảo trợ quỷ, đó là vợ chồng anh Nguyễn Huy Hoàng và chị Lê Thị Hà Linh. Hai vợ chồng anh chị là một bậc thầy về coaching, về đào tạo thay đổi con người đó. Thì làm việc với rất nhiều những người lãnh đạo và người bảo trợ trong cuộc đời này, nhưng mà chưa bao giờ hình cảm thấy mình may mắn vì được làm việc với vợ chồng của anh chị cực kỳ khó tính. Có những cái chương trình, có những cái việc giao cho mình làm, mình cảm thấy là khá là hài lòng, mình làm cũng khá là tốt rồi. Nhưng mà hầu như anh chị không bao giờ cho phép mình chủ quan, không bao giờ cho phép mình hài lòng với kết quả mình đã đạt được, và luôn luôn yêu cầu của mình phải tốt hơn mỗi ngày. Và đặc biệt là kỷ luật tạo nên sức mạnh. Và cảm ơn cái người bảo trợ và chúng tôi Win đã tạo ra cho chúng ta một cái môi trường, đúng không ạ? Cơ hội để chúng ta học tập, được phát triển và thành công ở đây. Sau đó, cái này là bước cực kỳ quan trọng và không thể thiếu, đó là tìm ra 2 đến 3 cái giá trị mà các chị tâm đắc đó, để các chị lựa chọn Di Cúc và Vi Tư Win. Ví dụ để biết được câu này thì tôi đã cảm ơn vì bảo cho ý tôi là anh Nguyễn Huy Hoàng chị đề lên để hạn, rồi cảm ơn tổ chức viên đã đào tạo, đã có những khóa học giúp tôi phát triển bản thân và giúp tôi nhắm đến chuyện kia. Và khi tôi đến với Vi Tư Win và Di Cúc thì cái điều thứ nhất mà tôi tâm đắc đó là sản phẩm.
ví dụ các chị thích sản phẩm, các chị có thể thích sản phẩm thì chia sẻ đi, đúng không? Một cái lý do tôi chọn G-Code là sản phẩm tuyệt vời, ba tôi dùng, má tôi dùng, vợ tôi dùng, kết quả tuyệt vời. Rồi cái thứ hai ngắn gọn, cái thứ hai ví dụ như là tôi chọn ở kinh doanh này, thứ hai là tôi có thể giúp đỡ được nhiều người, đúng không? Ví dụ bên ngoài kia chị Hoan là quá thành công rồi, em rất ngưỡng mộ cái thành tựu chị có trong cuộc sống này, mà cái ở tuổi chị và cái kết quả chị đang có, mà chị ngồi ở đây chị học hành thế này cực kỳ nghiêm túc và đúng giờ và rất là như này, thực sự là em rất nể phục chị, và chúng ta dành cho chị chào tay đi các anh chị. Thì bản thân chị thành công là chị đã thành công, nhưng vấn đề là chị muốn giúp người khác thành công không hề dễ đâu. Ví dụ bây giờ anh chị nè, anh chủ tịch là một con doanh nghiệp hàng Pháp, anh rất là muốn giúp em Hiển, muốn đưa em Hiển vào để giúp, nhưng mà Hiển phải có chuyên môn, phải làm được với anh mới giúp chứ. Anh rất muốn giúp chú, nhưng mà chú không có bằng 12, chú không có bằng đại học, chú không có trình độ chuyên môn, không có nghiệp vụ kế toán, không có được việc thì làm sao tôi giúp ông được. Còn nếu mà ông được việc thì ông chẳng cần tôi giúp, đúng không anh? Em có khả năng là em cần chị anh giúp, cho nên ở bên ngoài mình muốn giúp cũng rất là khó. Nhưng mà ở đây nè, chẳng hạn chị thích cái giá trị giúp đỡ chẳng hạn, hoặc là có người thích gì ạ? Tự do tài chính, có người thích được du lịch khắp nơi, có người thích được báo hiếu, thích được thừa kế, thích được thu nhập thụ động bảo đảm, thích được gì ạ? Rất nhiều. Anh chị hãy chọn ra 2-3 cái giá trị mà anh chị tâm đắc nhất và hãy chia sẻ nó ra. Và khi mình kể cái yếu tố, cái lý do mình tâm đắc, đó là câu chuyện của mình, thì mình sẽ rất là dễ để mình chia sẻ, và chính những điều đó nó lan tỏa đến cái người nghe. Và nếu như chị tổ chức một cái sự kiện, một cái chương trình, nếu các chị tổ chức thì các chị nên sắp xếp những cái người đối tượng khách mời để chia sẻ, nó đa dạng vào, bởi vì mỗi một câu chuyện ở trên này không cần biết họ chia sẻ hay dở, chắc chắn ở dưới người ta nhận được giá trị. Ví dụ trời ơi, cái ông chủ tịch ông nói như vậy mà ông còn thành công được á, thì tôi phải nói tốt hơn rất nhiều, chẳng hạn như vậy, đúng không? Chứ nếu mà mình lên thì mình nói ai mới giỏi ơi là giỏi, người ta bảo làm này phải ăn hay nói giỏi như cái ông này mới làm được. Nhưng mà người ta nhìn thấy ở chị Lan là tỏ chị Lan nó thật nha, chị Lan chia sẻ đâu có xuất sắc đâu, chị Lan chia sẻ đâu có gọi là làm cho người ta bị cuốn hút, người ta cảm thấy cảm phục đâu. Nhưng mà cái chất và cái kết quả chị có silver ngày hôm nay, cái bà đó mới còn làm được, tôi chắc chắn phải hơn cái bà đó, đúng không anh chị? Và ở dưới này một bạn trẻ này nhìn thấy cái kinh doanh này chắc toàn mấy ông chủ tịch với bà giám đốc làm không à, chắc nhân viên như mình khó thành công. Ơ kìa, có cái chị nhân viên nhà nước làm giáo viên kìa, có cái chị kia cũng là chỉ là làm bình thường, có cậu Kim kia cũng là chỉ là nhân viên bình thường, họ nhìn thấy hình ảnh của họ ở đó, đúng không ạ? Họ đã có nhiều người đánh giá công việc này, chắc là dành cho mấy người gọi là thất nghiệp, vô công lỗi nghề, những người ở vị trí số thấp người ta mới làm, chứ mấy người có đi vị số cao ai làm, không có đâu. Vào đây bạn thấy rất là nhiều thành phần, đúng không ạ? Và khi các chị bố trí một cái chương trình có nhiều đối tượng như vậy thì mỗi một người sẽ ảnh hưởng được một nhóm người, đúng không ạ? Và tiếp đó là gì? Các chị có thể lựa chọn, các chị có thể dặn trước một số cái giá trị nào để có thể ảnh hưởng người nghe. Ví dụ hôm nay để đánh giá là gì? Chị này, chị mà nói về sản phẩm có thể ảnh hưởng rất là nhiều người, họ đang quan tâm sản phẩm, họ muốn gì ạ? Biết sản phẩm đấy có tốt hay không? Mình đưa chị lên để nói, chị nhấn mạnh cho em về cái những cái trải nghiệm về sản phẩm, cái kết quả chị đã dùng, ok một cái. Còn cô này bây giờ cô bông 73 tuổi rồi, trời ơi tuổi như cô mà còn làm, còn học tập, còn nghiêm túc như vậy thì là tấm gương cho rất nhiều người khác, đúng không? Thế thì mình sắp xếp như vậy để cho nó làm cho cái chương trình nó rất là thu hút và hiệu quả. Rồi sau khi chương trình là 2-3 giá trị, tùy theo thời gian ban tổ chức cho. Ví dụ hôm nay là cho 3 phút thì anh chị chỉ cần giải thích rất là đơn giản ngắn gọn về cái giá trị mà mình chọn. Nhưng mà sau này anh chị lên diamond, anh chị lên sân khấu, anh chị có 40 phút để chia sẻ. Lúc đó anh chị muốn kể lể, muốn giải thích cái gì rồi việc của anh chị, đúng không? Nhưng mà cho dù ban tổ chức cho mình 30 phút thì cũng theo cái khung này, và mình căn cái thời gian để mình giải trình những cái giá trị này nó phù hợp cái khung thời gian ban tổ chức cho, đừng có làm cháy giờ của ban tổ chức. Các chị có muốn nhận được nhiều giá trị từ lãnh đạo không? Mà các chị đi trễ mất bao nhiêu, đúng không? Các chị đang lấy thời gian của mình đấy, lấy cái kiến thức, lấy những cái giá trị của lãnh đạo cho các chị không? Chính các chị là người mất. Nếu hiện kết thúc muộn, các chị bảo đào tạo gì mà dài quá mãi không hết, nhưng mà các chị bắt đầu quá muộn và không đủ thời gian. Hôm nay các chị có 2 cách học, các chị chọn cách nào? Một là hiện giảm cho hết giờ, 2 là giảm cho hết nội dung để giúp anh chị nhận được tinh túy và tất cả những cái bài học giá trị để giúp anh chị thành công. Anh chị muốn học theo cách nào? Có chắc không? Chắc nha. Cái này chị chọn. Giáo viên không phải là giảng viên, giảng sư lên diện lớp,
rèn 45 giờ, 45 phút hết rồi nha. Ngày mai học tiếp, lúc khác học tiếp. Không phải như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và chúng ta cùng nhau đưa ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nó phải đạt được cái trạng thái là các chị nhận được đầy đủ, giống như là một nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì nhưng mà một nửa sự thật. Đúng không anh chị? Các chị muốn hiện chia sẻ có một phần thôi, sao hiện chia sẻ đây? Một là tôi cho bạn hết, hai là lúc khác. Cho nên lần sau các chị tuân thủ thời gian để ban tổ chức cố gắng truyền tải tất cả những cái này một cách gọi là tốt nhất cho các anh chị. Anh chị cho hiện 15 phút để nói cái chủ đề này vẫn nói được, nhưng mà anh chị nhận được có 15 phút anh chị nhận không tới. Nó giống như nước mà không sôi á, ông muốn pha cà phê, ông muốn pha nước sôi mà ông đun có 70-80 độ à, làm sao nó đạt được trạng thái sôi, đúng không em? Cho nên chúng ta cố gắng phối hợp điều đó. Và cái bước cuối cùng đó là gì ạ? Đó là chúng ta đưa ra, một là gì ạ? Câu nói hay là lời khuyên hay là cái mục tiêu sắp tới của mình. Đây là một trong lựa chọn của anh chị. Ví dụ có người thì nói là để kết thúc cái phần giao lưu giới thiệu của mình thì tôi rất là tâm đắc một câu nói xin muốn tặng anh chị, đó là đừng quan tâm người khác nghĩ gì, hãy quan tâm cách nghĩ của bản thân. Bí quyết thành công đó là không ngừng chia sẻ. Xin cảm ơn các chị đã nghe, được không? Hoặc là có người nói là gì ạ? Đối với chuẩn bị là một người đã gì ạ? Công tác nhiều năm ở bệnh viện giống như Hoa ở đây thì tôi thấy là những cái sản phẩm này nó rất là thiết thực, nó rất là cần thiết cho bất kỳ một gia đình nào. Và nếu như các chị có thể thì kinh doanh hay chưa thành công tôi không biết, nhưng mà nếu các chị đón nhận những cái sản phẩm này, tôi tin chắc với chuyên môn của tôi, các chị sẽ có rất là nhiều cái giá trị thay đổi về mặt sức khỏe của gia đình các chị. Cảm ơn các chị đã nghe, được không? Đó một lời khuyên. Hoặc là vị trí chủ tịch thì tôi đã là gì? Xây dựng cái doanh nghiệp như vậy, tôi đã là người chủ cả, tôi thấy được cái thời điểm này là đang cần những cơ hội để giúp cho công ăn việc làm, giải quyết được gì vấn đề của doanh nghiệp này kia, thì tôi nghĩ là đây là một lựa chọn cho các chị có thêm một nguồn thu nhập thứ hai, hoặc một lựa chọn để các chị vượt qua được cái giai đoạn khó khăn mùa dịch hay là khủng hoảng kinh tế này. Rồi cảm ơn các chị đã chú ý lắng nghe, được không? Hoặc là và để kết thúc buổi chương trình này thì Hiển xin đặt mục tiêu, để xin nói về mục tiêu của Hiển, đó là hết năm nay vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 Hiển sẽ đạt giá trị là diamond chẳng hạn, và Hiển tin chắc rằng Hiển làm được, các chị làm được. Xin cảm ơn chị đã lắng nghe, có được không? Ok không? Rồi xong nha. Chưa được hướng dẫn đó, thì nói sao nói, mà hướng dẫn rồi mà nói tầm bậy là cắt mở xuống, được không ạ? Lên toàn khoe nhà lầu xe hơi công việc quá khứ tùm lum, ai quan tâm, đúng không ạ? Tôi quan tâm là cái lý do gì, cái điều gì đã gì ạ, đã làm cho bạn yêu thích cái môi trường này và tham gia vô bạn, lý do nó có liên quan tới tôi hay không, nhớ nha các chị. Rồi một chút nữa để chúng ta kết thúc cái phần này nhé. Thế thì cái nội dung của ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm có hai phần các anh chị. Nguyên một ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc tới khoảng 4 giờ 4 giờ rưỡi, nếu mà trễ lắm thì 5 giờ chiều, các anh chị hãy thông cảm. Bởi vì hình thật sự là hình làm kinh doanh này rất là nhiều năm, và hình chỉ gọi là copy cái công thức thành công của những người thành công đi trước, và họ sao chép nguyên bản và hình làm đúng như vậy thôi, từng dấu trong dấu phải, và hình cần phải chuyển giao hết cho các anh chị. Còn các anh chị nhận được bao nhiêu, các anh chị áp được bao nhiêu là quyền lựa chọn của các anh chị. Nếu hình giảm đến 4 giờ chị bắt anh chị cứ đi về, được đến 5 giờ các anh chị cảm thấy được, tôi không nghe nữa, tôi đi về, đó là lựa chọn của các anh chị. Nhưng mà hình chia sẻ các anh chị một cái câu chuyện, đó là ở một cái viện bảo tàng ở bên nước Anh đó, thì nó có một cái bức tượng rất là đẹp, gọi là bức tượng vệ nữ, và rất là nhiều người hàng ngày đến đây để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái bức tượng này, trầm trồ khen ngợi. Thế thì một ngày khi cánh cửa bảo tàng đóng lại thì có một cái cuộc đấu khẩu giữa cái bệ ở dưới chân bức tượng và cái bức tượng này. Cái thằng cái bệ ở dưới nói là: ê chị, tôi thực sự khó chịu và ghen tị với chị, tại sao tôi với chị là cùng một loại đá như nhau, tại sao hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn người đến đây họ chà đạp dẫm đạp lên tôi để họ tôn vinh, họ chiêm ngưỡng, họ để thần tượng chị, thật là không công bằng. Thế thì cái bức tượng nó bảo: anh ơi, anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại đi. Ngày xưa khi tôi và anh còn là những loại đá như nhau và thô như nhau, thì cái người thợ kim hoàn đầu thì họ đến là họ chọn anh. Nhưng mà khi mà họ lấy đồ nghề ra, lấy dao, lấy đục ra, họ chưa gì, họ chưa kịp đục phát nào, anh la toáng lên sợ, anh chạy đi mất. Và khi đó họ mới nhìn sang tôi. Thì lúc này từng mũi dao, từng mũi đục, từng nhát búa, máu thịt tôi văng tung tóe, tôi đau đớn và khó chịu. Nhưng tôi biết một điều rằng, nếu ngày hôm nay tôi chịu đựng được những gì mà người khác không chịu đựng được, tôi bỏ ra những gì mà người khác không dám bỏ ra, thì sau này tôi sẽ có kết quả mà người khác không bao giờ có. Đúng không các anh chị? Đó là bài học.
Hôm nay các chị bỏ thời gian chủ nhật ra, các chị thay vì thời gian để giải trí vui chơi mà các chị nghiêm túc đến đây, các chị học một cách nghiêm túc, các chị dám bỏ những khoảng thời gian quý giá của gia đình của mình ngày hôm nay, thì sau này khi mà bạn tắt đường thì tôi đang chơi gôn, đúng không ạ? Khi mà mọi người đi ra ngoài là đi làm là vì phải làm, trời mưa cũng phải làm, trời bão cũng phải làm, đúng không? Cha mẹ ốm đau cũng không dám về quê, con cái bệnh tật cũng không dám nghỉ. Nhưng tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình. Tôi chỉ làm những gì mà tôi muốn, tôi làm những gì tôi thích và tôi đi những đâu tôi muốn đi. Đó gọi là cuộc sống tuyệt vời của các chị. Và xin chúc các chị sống được đó nhé. Thế thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa thì nói rồi 10% là làm như thế nào. Hứa với anh chị chiều nay thì cam kết với anh chị học chiều nay rất là ngắn, nhưng mà anh chị chỉ làm đúng như vậy thôi, anh chị sẽ rất thành công và rất đơn giản và bất kỳ ai cũng thể làm được. Nhưng mà trước khi anh chị muốn làm á, anh chị cần có một cái động cơ, một cái động lực. Nó giống như một cái chiếc xe mà muốn chạy được, một cái cỗ máy mà muốn di chuyển được, nó cần cái động lực động cơ, đúng không? Nếu động cơ nó bằng cái gì, bằng cái chiếc cúc 50, anh chị đi tàn, đúng không? Nhưng mà nếu động cơ mà 1.200 phân khối như con mô tô ỉn lên cõi á, anh chị ỉn cái là chực, đúng không? Hoặc là nếu anh chị muốn đi với tốc độ tên lửa, anh chị phải gắn cái đuôi tên lửa vào. Thế thì nếu anh chị đạt cho mình được một cái trạng thái, một cái năng lượng, một cái động lực động cơ đủ lớn, không có khó khăn nào mà anh chị không vượt qua. Anh nhớ cái ngày mà anh trai ru quyển cầm dao để chán hình à, yêu cầu hình nghỉ kinh doanh này, mày làm đa cấp là mày làm ô uế gia đình của mình, nhà mình là bên đạo Thiên Chúa là không có được làm những cái việc mà ly lừa đảo này đưa cái này kia, đây anh kệ không cho hình làm. Hình chốt lại bằng một câu, ok em không bao giờ thích làm cái công việc này, em rất là không muốn làm, không muốn bị người ta sai sẻ, nhưng bây giờ anh cho em một căn nhà, anh học được căn biệt thự và mỗi tháng cho ba má 10 triệu để dưỡng già và cho em 50 triệu để tiêu xài, em nghỉ ngay. Thôi mày làm gì vậy? Hết lời luôn, tại vì động lực của mình đủ lớn lắm chị, đúng không? Hôm nay bạn cản tôi, bạn ngăn tôi không cho tôi làm, bạn có thực hiện ước mơ cho tôi không? Nếu con tôi đau, bạn có cho tiền tôi chữa bệnh cho con không? Nếu vợ tôi muốn mua xe đẹp nhà lầu, bạn đáp ứng cho vợ tôi không? Đúng không chị? Cái động cơ động lực mà các chị làm á, giúp mình chị vượt qua mọi khó khăn. Còn nếu như động cơ chị, em muốn một tháng kiếm 5 triệu, 10 triệu, chỉ cần gặp một chút khó khăn rất nhỏ thôi. Trời ơi, thiếu cha thì việc làm không làm, đi làm việc này, em kiếm 50 triệu mà khó quá, đúng không? Làm đi 50 triệu mà người ta nói này là chị làm đa cấp, các chị sẽ nghe được tất cả chị mất lực và bỏ cuộc. Cho nên các chị cần phải xác định lý do tại sao các chị làm cái như này. Tại sao chị lựa chọn gì cốc, nó vô cùng quan trọng. Và hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cho một chủ đề mà nó là nền tảng, nó là căn bản nhất trên đời này, để cho bất kỳ ai cũng tìm được cái lý do thực sự để mà làm việc này. Nếu như anh chị được lựa chọn, xin hỏi các anh chị muốn cái công việc, cái sự nghiệp của mình á, mình muốn dành thời gian công sức mình làm á, nó có những cái giá trị gì ạ? Nếu được chọn, nếu muốn được chọn, các anh chị muốn cái công việc, cái sự nghiệp của mình á, nó mang lại cho mình những cái giá trị gì? Ví dụ có muốn nhiều tiền không? Muốn làm công việc và thu nhập thật nhiều, có muốn không? Rồi muốn gì nữa? Ơi, được tôn trọng và ngưỡng mộ, đúng không? Tức là nổi tiếng đi, mình dùng từ nổi tiếng đi ha, tôn trọng và nổi tiếng đi ha. Rồi cái gì nữa? Yes, tức là có thu nhập thụ động, đúng không? Để được tự do về thời gian, được có nhiều sức khỏe, gì nữa? Đẹp luôn, khỏe lên đẹp luôn, gì nữa? À yes, giúp được nhiều người. Nhiều người. Gì nữa mà? Được đi du lịch. Ok, được đi du lịch rất không? À, làm công việc mà được đi du lịch rất là nhiều. Rồi, gì nữa bạn? Mình mà còn không biết mình muốn gì nữa à? Yes, được rồi, tuyệt vời, được báo hiếu. Rồi, có muốn được làm từ thiện không? Có muốn được làm từ thiện không? Từ thiện. Rồi có muốn được mình giúp người ta rồi. Mình có muốn làm một cái việc mà được rất nhiều người giúp không? Chứ bây giờ mình mà tự bơi tự làm cũng mệt lắm. Một công việc mà có rất nhiều người sẵn sàng giúp mình. Rồi, được giúp. Rồi các chị có thích làm một cái công việc mà thừa kế không? Đúng không? Sau này có thể thừa kế cho con. Chứ giả sử giờ mình đi làm công nhân, làm bảo vệ, thừa kế cho con cũng không được. Đúng không các chị? Ok ha, thừa kế. Rồi gì nữa ạ? Các chị có muốn một môi trường được phát triển bản thân không? Một môi trường cho mình thăng tiến,
chứ làm 10 năm vẫn là giáo viên tiểu học, 20 năm vẫn là giáo viên tiểu học, 40 năm vẫn là giáo viên tiểu học. Có lẽ là không có nhiều thử thách, không có nhiều thú vị. Giống như mình đọc một cuốn sách 1000 trang mà nội dung đều giống nhau, lật qua lật lại nội dung mỗi ngày đọc đều lại chỉ có một nội dung, đúng không ạ? Thế thì phát triển bản thân, đúng không? Cơ hội thăng tiến. Rồi gì nữa? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái. Có muốn được làm chủ không? Đúng không? Ở đây có anh chị nào không muốn làm chủ không? Giơ tay ạ. Chắc chắn anh chị đều muốn làm chủ, đúng không? Được làm chủ, được quyền tự quyết. Rồi gì nữa không? Tôi cho thời gian rồi. Tôi nhập nhiều rồi, tôi cho tài chính rồi. Tôi tôn trọng, nổi tiếng. Anh làm trong tâm hồn. Cũng là nghĩ hay. Anh làm, nó nằm ở trên đại tiết tốt nào đấy. Rồi, thế thì tạm thời mình kết thúc ở đây. Còn cái gì nào? Anh chị nghĩ lại không? Còn yếu tố nào nữa không? Rồi, ví dụ đây là những điều anh chị mong muốn nhé. Đây là những điều chị thật sự muốn. Giống như hôm qua Hạnh mới chia sẻ một cái bài học rất là sâu sắc. Đó là nếu cho chị chọn ba thứ là cái búa, cái xẻng và cái bút, các chị chọn cái nào? Chọn cái nào phù hợp. Đấy, nhiều anh chị vẫn chọn cái bút thôi chứ. Nếu mình muốn lau nhà, nếu mình muốn đóng một cái đinh, chọn cái bút để làm gì? Các chị phải trả lời là để làm cái gì đã, đúng không? Chọn để làm cái gì? Giống như hôm nay anh chị chọn đi làm giáo viên để làm gì? Vì tôi đam mê giáo viên, tôi đam mê được đứng gì ạ? Để truyền thông lại cho thế hệ sau. Tôi đam mê được làm một cái người có thể đứng trên đám đông để thuyết trình, ví dụ như vậy. Hay là tôi thích làm giáo viên bởi vì đi học không tốn tiền, thí dụ như vậy, đúng không? Anh chị phải xác định là tại sao tôi chọn, rồi tôi mới chọn. Giống như hôm nay có một con đường, chúng ta mục tiêu là muốn về Vũng Tàu, đúng không? Thế thì bây giờ có một con đường thẳng tắp, bằng phẳng, rất là dễ đi, nhưng mà đi về Đà Lạt. Với một con đường gập gần gồ ghề nhưng mà đến Vũng Tàu, anh chị chọn con đường nào? Tôi biết là tôi chọn con đường này có thể nó gập ghề, nó khó khăn, nhưng nó đến cái đích mà tôi muốn, đúng không? Thế thì anh chị ạ, chúng ta hay bị một cái thói quen, đó là gì ạ? Tức là ví dụ nè, mình làm bảo vệ hay là mình làm giáo viên, mình nỗ lực mình làm, đúng không? Và khi mà mình có cái thu nhập tăng lên, chất lượng cuộc sống tăng lên, thì mình mới trở thành một cái người gì ạ? Thành công, thành đạt mà mình muốn. Nhưng mà hầu hết các anh thấy là gì? Họ đều bị mắc kẹt, không đạt được. Mà cái người thành công, người ta phải chọn cái kết quả họ muốn trước. Ví dụ tôi muốn thu nhập một tháng là 100 triệu. 100 triệu trở lên, tôi muốn thu nhập như vậy. Vậy thì mình phân loại nè. Ở giáo viên có cho mình 100 triệu một tháng không? Có, dạy thêm. Môn gì? Phải những môn hot. Chứ còn giờ mà đi dạy thể dục hay là dạy mấy cái môn như là địa lý không ai học thêm cả. Tức là chúng ta phải lựa chọn, đúng không? Lựa chọn quanh khoản nỗ lực nè. Vậy hôm nay nè, giả sử đây là những cái con chị muốn nè, bây giờ em mình sẽ đại diện ra những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực hot nhất, để chúng ta xem coi cái việc mà mình lựa chọn những cái ngành nghề đó nó có giúp mình thỏa mãn đạt được những yếu tố mà mình muốn hay không. Anh chị đồng ý không ạ? Thế thì thứ nhất nè, giả sử như là ngành nào công nhân viên chức ha, tức là làm ăn lương đi, những người làm ăn lương, công nhân viên chức nói chung. Ngành thứ hai là những người làm chủ doanh nghiệp, được không? Chủ doanh nghiệp. Rồi cái thứ ba là bác sĩ, xin lỗi chị, bác sĩ, ca sĩ, được không? Rồi ví dụ một số ngành vậy đi, hot nè. Em thấy là bác sĩ là gia đình nào mà ráng đi, sau này nhớ là kỹ sư bác sĩ kia cho nó ngon, đúng không? Mà bây giờ phải là kỹ sư thông tin, còn kỹ sư mà bình thường là cũng không ngon. Rồi thế thì bác sĩ, các anh chị, ca sĩ, chủ doanh nghiệp và người làm công ăn lương, mình đại diện một vài nhóm ngành nhé. Bây giờ anh chị chấm điểm bác sĩ nào. Bác sĩ nhiều tiền không? Nhiều. Cứ hỏi chị Hoàng là biết. Nhiều lắm đó. Nhiều tiền. Có được tôn trọng và nổi tiếng không? Có. Được tôn trọng và đôi khi là nổi tiếng, đôi khi thôi, không phải ai cũng nổi tiếng đâu nhé. Ví dụ như ở xóm nhà em biết một mình ông bác sĩ Vy, tại vì mình hay đến đó. Còn ngoài ra mình chẳng biết ông bác sĩ nào, ngoài trường bác sĩ cắt tường gì đấy, thằng biết cắt tường. Anh chị muốn nổi tiếng là ngành y, anh chị bỏ quên con dao, bỏ quên cái gà. Nói thật, cái yếu tố tôn trọng thì hiện công nhận là có, nhưng mà yếu tố mà nổi tiếng thì chưa chắc. Cho nên mình cho nửa điểm được không?
nửa điểm nha. Chính trị chấm điểm nha. Không phải em chấm điểm đâu. Có được thu nhập thụ động không? Không. Làm bác sĩ không có thụ động, có chip, có tiền. Có mở ra khám, có tiền, ngưng là có điểm không? Không. Có nhiều sức khỏe không? Hôm qua mới giới thiệu gì một cuốn sách sự trung thực từ những xác chết. Tuổi thọ của bác sĩ thống kê trung bình là ít hơn người thường 9 tuổi. Tại vì họ tiếp xúc với nhiều mầm bệnh, tiếp xúc với tiêu cực. Đâu rồi bác sĩ ơi, đâu rồi bác sĩ. Đúng không? Rõ ràng là mình nghe những cái tiêu cực nó ám ở trong đầu của mình, rồi mình tiếp xúc với mầm bệnh, rồi mình áp lực. Trời ơi, cầm dao mổ cực kỳ áp lực chứ. Sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân không thể coi thường, không thể đùa được. Đúng không chị? Cái này có điểm không? Họ làm nhưng mà đẹp không? Đẹp. Em thấy bác sĩ mặc đồ blue là thích trắng đẹp đúng không? Thế thì cứ là cho điểm nhé. Phát triển bản thân không? Chắc chắn. Riêng cái ngành này là phải liên tục update rồi là phải tăng trưởng 30% của công chúng nữa. Được điểm. Chết mẹ mấy điểm thôi. Một nè. Điểm rưỡi nè. Gì nữa? Mới có hai điểm rưỡi à? Đúng không? Rồi tiếp tục. Phát triển bản thân có nè. Thăng tiến cũng có. Ba điểm rưỡi nè. Phát triển bản thân thăng tiến. Thăng tiến phải suy nghĩ nè. Một bệnh viện có bao nhiêu viện trưởng và bao nhiêu phó viện trưởng? À quên, phó viện trưởng. Xin lỗi, lỗi, xin lỗi, phó viện trưởng. Một bệnh viện rất nhiều bác sĩ, cũng chỉ có vài trưởng khoa hay là một giám đốc bệnh viện mà thôi. Ghế thì ít, đất thì nhiều, mà bảo là thăng tiến nhiều. Em không tin là nhiều câu thăng tiến. Cái đó là chị qua làm chủ doanh nghiệp rồi. Nếu chị mở ra phòng mặt tư, chị là chủ doanh nghiệp, không xét. Ở đây là một bệnh viện như vậy, hàng trăm bác sĩ, hàng nghìn y tá, thì cũng chỉ có một vài người rất nhỏ đấy đạt được vị trí lãnh đạo, đúng không anh chị? Không có nhiều điểm. Thế thì có giúp được nhiều người không? Đương nhiên. Được cái du lịch nhiều nơi không? Chứ nghỉ hưu đừng nói chuyện đi. Có đi đâu đâu? Một năm giỏi lắm cũng giống như bao nhiêu người khác. Cơ quan cho đi nơi hay nơi, đúng không? Cái đó mình tính là đi du lịch nhiều người, không có điểm. Có được bao nhiêu không? Có, bác sĩ tôi có tiền, tôi có quyền, đúng không? Rồi, có được làm từ thiện không? Có. Tất nhiên, cái ngành nghề này rất là dạ, là mang tính từ thiện. Có được nhiều người giúp không? Chỉ giúp nhiều người thôi, không có được nhiều người. Thế à? Thế à? Này tôi chỉ khai nhé, em không nói nha. Chưa có điểm. Thế thì được thừa kế không? Không. Chị là bác sĩ thì con chị có bằng bác sĩ không? Không. Không hề. Chị rơi khỏi bệnh viện, chị bảo bác sĩ bảo viện trưởng ơi, em có thằng con duy nhất là cho nó tiếp cho em rồi. Còn lâu, 7 năm đi con, đúng không? Rồi thực tập đi con, rồi leo lên từ từ, làm gì có thừa kế. Có được làm chủ không? Đã là bác sĩ, là người làm ở bệnh viện thì không phải là chủ. Chừng nào mình chuyển qua làm chủ nè, mình mới được gọi là chủ, thì lúc đó mình xét ở doanh nghiệp rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúc mừng bác sĩ, 6 điểm rưỡi, tuyệt vời. Thế nên nhiều người ước mơ làm bác sĩ đó, đúng không? Thế thì cái nhóm thứ hai, nếu như ngày xưa mà không có biết ta đờn có hơn đờn Vĩnh Hưng là hiện sẽ đổi tiếng hơn lắm rồi. Xui, cuộc đời mình thay đổi chỉ vì công đàn Vĩnh Hưng. Đúng rồi, chất giọng khàn khàn đúng không? Và dạ, nóng sắc đâu. Đó, nhưng vấn đề là cái ông đàn Vĩnh Hưng, ông đây mình em hết cơ hội rồi. Rồi, bây giờ ca sĩ nào, chấm điểm nào. Có nhiều tiền không? Có. Một điểm. Có được tôn trọng và nổi tiếng không? Có. Dễ bị gạt lắm. Thứ nhất, cái này em không xin phép, không được đụng chạm. Nhưng mà bạn gái trước đây của em là ca sĩ giải tư tiếng hát truyền hình 2015 đài truyền Vĩnh Long tổ chức đấy. Nhưng mà thật sự là để có được thành công phải đánh đổi giá trị rất là lớn. Và những người nghệ sĩ mà bạn của em chơi chung á, nó đều là thân mỹ sứ. Nó thật là bây giờ cái giới này em cảm nhận là khi mà nói chuyện tụng năm tụng bảy á, không có nhiều sự tôn trọng. Sướng ca vô loại, ta nói gì? Thật đấy, hào nhoáng trên sân khấu, tất cả đều là gì? Những cái ảo ảnh hết. Em thì không đánh giá cao cái này, còn có quan điểm cá nhân, còn các anh chị cho điểm công thì tùy anh chị. Còn sự nổi tiếng, bao nhiêu ca sĩ ở trên cái cuộc đời này, họ rất giỏi, họ hát rất hay, nhưng nếu không có nền tảng, không có lobby, không có gì à, mối quan hệ không có chỗ dựa, cơ hội nào mà nổi tiếng. Nhưng cũng may là có YouTube, có công nghệ, bây giờ ca sĩ có cơ hội được nổi tiếng nếu bạn có thực tài. Cho nửa điểm được không?
Ok, tức là công bằng phe bay đúng không? 0.5 là 1.5. Rồi, có nhiều, có được thu nhập thụ động không? Không. Có sao không? Ca sĩ có tiền tác quyền chứ. Còn không, hát cũng có luôn chứ. Nếu anh chị để được bản hit, người ta cứ sử dụng hoài người ta. Anh chị có tiền người ta quyền. Thì nói chung là có cơ hội. Đúng không? Em hát một bài à? Em hát một bài win to win được lập là chị trên 6 nhà đồng sau em hát một bài một em nổi tiếng thành công luôn đấy. Ok không? Người ta chỉ cần một bài hit thôi, đổi đời em cũng chỉ cần một bài hit win to win thôi. Ok được nhiều 2.5. Cho nửa điểm người em đi. Rồi. Tự do thời gian, thu nhập tự động. Tự do thời gian là không có rồi. Tại vì phải theo lịch trình, phải theo bầu show, phải quản lý chị nha, không có đâu. Các bạn cho nửa điểm thôi nhỉ? Rồi nửa điểm thôi nhỉ? 2 điểm. Rồi. Có sức khỏe không? Đó. Đi hát ở trên mệt đi. Mất có sức không có khỏe. Nghệ sĩ bao nhiêu người sống ấy đâu, sống khỏe rồi nó là bệnh nhiều đang hoài linh nhé. Đúng không? Những người nghệ sĩ. Và thực ra cái thời gian biểu diễn của họ là không kiểm soát được cái vấn đề về bữa ăn, về tập luyện đúng không? Bạn em là ca sĩ nghiệp chưa thôi mà em thấy nó mệt rất hơi luôn á. Thế thì chưa có điểm. Nhưng mà đẹp không? Đẹp. Ca sĩ là được đẹp rồi. Thật tỏi đúng không? 3 điểm. Có được phát triển bản thân không? Có. Em nghĩ là có, bởi vì cái người nghệ sĩ họ phải là người công chúng. Lúc nào phải đóng khung mình một cách rất là gì ạ? Hoàn chỉnh và họ tăng trưởng. Rồi, 4 điểm. Có được cơ hội thăng tiến không? Còn nếu mình mới nói đấy. Một nửa điểm, bởi vì nếu bạn thật sự giỏi, bạn thông qua những cái kênh gọi là mạng xã hội, những cái kênh gọi là bạn có thực tài, bạn có thể nổi tiếng. Còn ngày xưa rất khó nha. Em có mấy bạn hát phòng trà đừng vô địch luôn. Hay em có những ca sĩ như là Lâm Chính Hưng, Lâm Chính Thương, Lâm Chí Khanh, Lâm gì đó, nhưng mà không có nổi tiếng được bởi vì không có quan hệ. Đấy, thế thì mình cho nửa điểm nha, 4 điểm rưỡi. Rồi, có giúp được nhiều người không? Không. Em nghĩ là có. Bởi vì tiếng hát nó có thể xoa dịu tâm hồn. Đúng không? Tiếng hát, hát tiếng hồn. Được, em nghĩ là được đấy, em rất thích này. Mình là hát, rồi, 6 điểm. Có được du lịch nhiều hơn không? Có. Chắc chắn là được 7 điểm. Có được có hiếu không? Có. Có tiền, có quyền, cho mình có hiếu luôn. 8. Có được từ thiện không? Có. Ca sĩ từ thiện khá nhiều nhưng mà đánh bóng PR là chính thôi. Nhưng mà căn bản là cũng có nhiều hoạt động thêm bởi vì họ phải làm thế, bởi vì họ phải đánh bóng. Ok, cho hiểu luôn, chính. Có được nhiều người giúp không? Có. Ai giúp? Không chốn ví dụ các chị thấy cái giới showbiz nó có nhiều lắm thi phi không, cái người ca sĩ này có support giúp đỡ người khác để học tiếng không? Cái chuyện mà bộ phận phía sau đó là cái hành động doanh nghiệp khác rồi. Còn cái việc mà bây giờ tôi là một người hát, tôi có giọng hát hay nhưng mà có ca sĩ nào nó giúp cho tôi để tôi nổi tiếng không? Thậm chí các anh là không để các anh chị chưa bước vào cái giới showbiz nó rất là phức tạp luôn. Theo mình thì chỗ này không cho điểm mà hoặc là nếu cho nhiều điểm hơn là gì. Rồi có được thừa kế không? Hát hay như hiện có được thừa kế cho con đúng không ạ? Hiện hát hay chắc gì con hiện hát hay thật đấy. Rồi có được làm chủ không? Có chứ, ca sĩ tự do ta làm chủ ta mà được điểm 10 điểm, xin chúc mừng ca sĩ. Trời ơi, bởi vì ca sĩ rất nhiều người ước mơ em là ca sĩ. Bởi vì ca sĩ cũng ngon lắm. Mà thường thường cái gì mà có chiến sĩ đều ngon. Bác sĩ, ca sĩ, họa sĩ. Ngày xưa nhà em cũng bán cám sĩ lẻ. Rồi, cũng sĩ luôn á. Rồi, bây giờ đến nè. Chủ doanh nghiệp. Các anh chị sẽ hiểu tại sao mà ai cũng muốn được làm chủ khi mình chấm điểm cái người chủ doanh nghiệp. Có được nhiều tiền không? À. Nhiều tiền không anh? Nhiều tiền. Theo nghĩa là chết đi. Làm chủ thì em nghĩ là có cơ hội kiếm nhiều tiền. Bởi vì làm theo năng lực, theo khả năng của mình. Mình muốn kiếm nhiều cho mình mà. Một điểm. Có được tôn trọng, được nổi tiếng không? Có. Chủ doanh nghiệp thì đương nhiên là họ gì ạ? Tạo công việc làm cho nhiều người, họ cũng phải ít nhất được nhân viên tôn trọng, cũng được nhiều người ở, nó làm chủ, nó làm giám đốc đấy. Nhưng mà nổi tiếng thì không có, ít lắm, đúng không? Hàng ngàn doanh nghiệp, bao nhiêu doanh nghiệp mà có một cái người xuất sắc như là Phạm Trần Vương, Phạm Kiên, Phạm Thế Hiển. Thế thì cho nửa điểm nha anh nha, có hài lòng không?
nửa điểm hay là không điểm nào? Không điểm. Rồi em cho nửa điểm đấy. Tại vì em nghĩ là em tôn trọng những người làm chủ doanh nghiệp. Bởi vì một đất nước cũng phát triển, họ cần nhiều người có tư duy làm chủ và tạo công an việc làm. Chứ không một đất nước không thể phát triển giống như toàn những người có tư duy làm công an lương. Đúng không anh chị? Rồi, thu nhập thụ động có không anh? Nửa điểm. Lựa chọn là ở bạn. Nếu bạn xây dựng một doanh nghiệp mà tự vận hành, bạn đi đâu kệ bạn, có chị Thư ở nhà lo tất. Đi 3 tháng 1 năm cũng không sao. Đó là doanh nghiệp tự vận hành, bạn vẫn có thể có thu nhập thụ động. Nhưng nếu như bạn làm quy mô mà phải có tôi mới được, không có tôi là không xong, tôi mà không sắp chạy đâu ra là không ra việc, thì bạn chưa có thu nhập thụ động. Nhưng mà lựa chọn là bạn cho bạn nửa điểm. Được không ạ? Ok nhé. Là 2. Tự do thời gian không? Chủ doanh nghiệp mà tự do thời gian là hơi chừng nào thì qua bên góc đầu tư, nhà đầu tư hoặc là những người sở hữu hệ thống tự vận hành thật sự cơ. Giống như ông chủ của cà phê Trung Nguyên, các chú gặp Đại Lê Nguyên Vũ không? Không. Đúng không? Ông Đại Lê Nguyên Vũ có tất cả gì ạ? Cái bộ phận hoạt động hết rồi, phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế toán tất tần tật. Ông không cần phải tham gia kinh doanh. Thì những người đó mới thực sự có gì ạ? Sự tự do về thời gian. Thế thì sức khỏe doanh nghiệp thì sao? Này khó nói lắm anh nhỉ. Không có người thì phải mạnh, nhưng không có người thì cũng là người doanh nghiệp. Bây giờ em dám đánh cược với chị luôn. Thật mà, nếu là doanh nghiệp truyền thống đúng nghĩa nha, rất khó để anh chị duy trì được một sức khỏe thực sự tốt. Bởi vì em thấy là áp lực, em thấy là cái việc mà thậm chí là việc quan hệ. Ngày trước anh trai ruột của em làm nhân viên bán hàng cho Colgate á, thì làm hết 8 giờ về ngủ nghỉ đi chơi với vợ con rất thoải mái. Khi lên làm suất rồi để làm gì ạ? Giám đốc nhà phân phối thì không có thời gian nữa. Lúc này là phải gì ạ? Đi quan hệ, đi ăn nhậu với đối tác, đi đến khuya 2-3 giờ sáng mới về. Và bây giờ ông đang làm chủ một cái xưởng sản xuất bảy não luôn. Hơn em có 1 tuổi thôi, sinh năm 84, em 85. Mà tóc của ông bạc. Bởi vì nghĩ nhiều, bởi vì áp lực, bởi vì stress, bởi vì rất là gì ạ? Phải thường xuyên giao tiếp. Cho nên nếu cho điểm, em chỉ cho nửa điểm hoặc không có điểm. Anh chỉ cho nào? Không, chủ doanh nghiệp không điểm. Cái này làm nhập nhé, tại vì anh cứ là bạn kẹt xe không kẹt đường. Tại vì anh cứ gì, anh sắp trai là em thấy rồi, anh cứ sắp trai là em thấy rồi, không có sức khỏe đâu ha. Đẹp không? Đẹp. Chủ doanh nghiệp thì người ta có tiền có quyền, mà em thấy thường đó những người mà đại gia làm chủ á, không? Rồi có được phát triển bản thân không? Có, chắc chắn là một chủ doanh nghiệp người đứng đầu luôn luôn phải tăng trưởng. Rồi có cơ hội thăng tiến không? Có. Quyền quyết định nằm ở mình. Anh muốn mở ra thêm chi nhánh thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Anh có quyền để anh mở đó. Kinh doanh của anh. Được. 5. Có được giúp được nhiều người không? Đó. Bạn có thể nghĩ là họ bóc lột bạn. Nhưng nếu không có họ, làm gì bạn có gì ạ? Có việc làm, có thu nhập, có được cuộc sống để lo cho mình của bạn. Đúng không ạ? Nên chúng ta phải tôn trọng những người làm chủ, những người đã gì ạ? Giúp cho xã hội rất là nhiều. 6 điểm. Có được giúp được nhiều người không? Tùy cái quy mô. Như em nói, nếu bạn là chủ thực sự, hệ thống tự vận hành thôi. Anh trai ruột em mù cống là em nói là thôi bây giờ đang áp lực vậy thôi nghỉ đi, đi đưa gia đình mình du lịch, đi Hạ Long chơi đi, em muốn đi 2-3 tuần gì đó, mày điên hà. Ông không thể rời bỏ công việc được anh chị. Làm chủ đó nha, công nhân đóng là tới 18-19 người đó nha, nhưng mà không thể đi được. Thế thì có điểm không? Nửa điểm luôn, 6.5. Có được báo hiếu không? Đó. Đó. Có tiền thì có quyền, 7.5. Có được từ thiện không? Đó. Chủ doanh nghiệp thì có từ thiện không? Ăn điện thoại, nhưng mà có. Chứ nói thật, em đi làm công ăn lương, em còn lo cho em chưa xong nữa, em từ thiện cho ai? Đúng không? Có điểm nhé, 8.5. Có được nhiều người giúp không? Cái này rất quan trọng nha. Thương trường là chiến trường. Hôm nay cái ông cargo có được ông logistics giúp không? Thật sự cái mối quan hệ mà chúng ta nói là giúp thật sự nha. Không phải cái kiểu là hôm nay tôi đang có quyền lợi thì tôi đang móc nối, còn hết tiền là hết được, là nó khác. Đúng không chị? Và em thấy là thật sự là cạnh tranh thì ta nói là gì? Thà cho về, không bao giờ đàn đi buôn. Hôm nay anh có rảnh anh đi giúp em hiện ơi, anh rất quý chú, anh thấy chú rất là tài năng. Thôi bây giờ anh bày cho chú là chú về chú mở một cái gì ạ? Cái hãng cargo giống như anh chỉ cho. Đúng không? Qua hải quan thế nào? Hồ sơ làm sao? Lấy hàng tận gốc bạc tận ngọt. Có không? Làm những cái chuyện người ta chỉ cho mình. Không có đâu chị. Có thừa kế không?
Có chứ. Tôi là chủ doanh nghiệp thì đương nhiên tôi để cho con tôi, còn cái chuyện nó giữ được không, đó là việc của nó. Đúng không? Thừa kế 9 điểm rưỡi. Và làm chủ là đương nhiên. Rồi, 10 điểm rưỡi. Chúc mừng chủ doanh nghiệp. Ở đây ai là chủ doanh nghiệp ạ? Chúc mừng anh chị nhé. Rất tuyệt vời. Hồi xưa Hình mở một cái nhà hàng và sau 8 tháng từ hai bàn tay trắng Hình gầy trên một đống nợ 178 triệu, giỏi không? Và nó cho mình một cái lớn, vô cùng lớn, đó là sự tự do. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời này Hình ngu dại đi làm doanh nghiệp, và Hình thề trong cuộc đời này cho dù ai có cho Hình một doanh nghiệp được để Hình quản lý, Hình không bao giờ nhận danh dự luôn. Bởi vì một khi đồng tiền đi đến khúc ruột, và một khi bạn đã đầu tư, bạn đã gì có trách nhiệm với công nhân, với nhân viên của bạn, bạn không thể rời được. Giống như có nhiều người chủ doanh nghiệp á, nói thiệt với chú là anh rất thích cái món này, rất thích muốn đi theo chú, nhưng mà bây giờ công ty anh còn rất là nhiều anh em đang gì đang dựa vào anh, không thể bỏ lúc này, đúng không? Trách nhiệm. Và các anh chị phải gì ạ, phải bỏ gần như là 100%, đừng nói là gì ạ, một ngày làm 8 tiếng hay 10 tiếng hay 12 tiếng, không bao giờ có khái niệm đó, đúng không? Cái đầu của bạn lúc nào cũng để ở doanh nghiệp đi chơi nè, nhưng mà cái đầu theo sản xuất, còn ngày sao tháng ngày sao, cái đầu nó ngừng hơn lúc nào, đúng không? Rất là áp lực. Thế thì cuối cùng nhóm những người làm công nhân viên chức ăn lương, cái này vui lắm, chọn con tim hay là nghe lý trí nằm chỗ này nè. Muốn thì muốn quá trời thứ luôn, nhưng mà chọn á, nhìn chọn nè, làm công ăn lương có tiền không? Rõ ràng không có tiền. Đó là không có tiền rồi đó, đúng không? Lương 5-7 triệu, 2-3 triệu, 5-7 triệu, nó đâu có, nó đâu có gì ghê gớm đâu. Và nó là nó ở cái tầm gì ạ, là gì ạ, phổ thông của xã hội, còn không được gọi là có tiền. Có được tôn trọng và nổi tiếng không? Không, đúng không? Bạn bình thường như bao nhiêu người khác, bạn chả có tạo được giá trị gì mà tôi phải tôn trọng hay là bạn, tôi tôn trọng bạn nổi tiếng cả. Rồi có được thu nhập thụ động không? Hôm nay anh chủ tịch, em đi làm trả lương hết tuần sau cho em nghỉ một tuần, em có lương không? Tháng sau em nghỉ có lương không? Làm gì có thu nhập tự động, có được tự do thời gian không? Sếp sếp, em muốn làm gì nào em làm, kệ sếp ơi, có được không? 8 giờ sáng rồi, trễ 5 phút 500 rồi, có được không? Rõ ràng là bạn bị gì ạ? Bị cỏ. Có được sức khỏe nhiều không? Người ta gọi là gì? Bán sức lao động mà, bán chất xám mà, bán sức khỏe để tìm mà, làm gì mà có, đúng không? Tất nhiên mình nói đây cái tầm là tầm trung nha, thậm chí rất là nhiều người phải lao lực, phải vất vả làm. Có được đẹp không? Có muốn được mặc gì mặc không? Nhiều khi là đồng phục, nhiều khi là gì ạ, kinh tế không cho phép, thích cái bộ đồng này lắm, nhưng mà nhìn lại túi tiền không dễ, đúng không chị? Cuộc sống nó rất là vất vả. Rồi có được gì ạ, phát triển bản thân không? Rất ít, đúng không? Chị làm giáo viên thì thế, nhà trường cho chị đi học bao nhiêu khóa để nâng cấp rồi. Nếu bản thân chị không tự ra ngoài đăng ký khóa học anh văn thêm, vi tính thêm hay là văn bằng thêm, làm gì có, là chỉ có môi trường phát triển bản thân anh chị, đúng không? Rồi cơ hội thăng tiến có nhiều không? Không nhiều. Ngày xưa đi làm công ty ở đây, chị đã biết công ty Bon Chen không? Nếu mà dịch cúm xảy ra ở Bon Chen thì khốn nạn luôn. Một chi nhánh của Bon Chen cả 100,000+ người, mà bao nhiêu là công nhân như thế, bao nhiêu giám đốc, bao nhiêu tổ trưởng, bao nhiêu thuyền trưởng, đúng không? Tức là số lượng để mà ghét ít ít nhiều á, có lại thế, không có cơ hội thành tiền. Có giúp được nhiều người không? Giúp tao chưa xong. Hai anh chị muốn vô một cái vị trí giám đốc, anh chị giúp cho thằng bạn mình hay là cạnh tranh với nó? Mày lên tao rớt, tao lên mày rớt. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên cạnh tranh, không có giúp nhau được. Có được du lịch nhiều không? Đi không du lịch, thời gian không có đi. Rồi có được đi bao nhiêu cha mẹ không? Hên xui. Các chị phải luôn đặt câu hỏi là tôi đang bao nhiêu theo điều kiện tôi có, hay là bao nhiêu theo điều kiện họ muốn, đúng không? Đúng không? Mình rất muốn cho ba mẹ mình vô bệnh viện đó là sang trọng hay là cái chế độ y tế tốt, rất là muốn có tiền để mua thực phẩm bổ sung để bảo chất, để bụng, để bảo vệ cho ba mẹ, nhưng mà cái khó nó bó cái khu, đúng không? Khó lắm. Rồi thì có được làm từ thiện không? Tiền đâu mà nó thẳng ra cái người cho đi nhiều nhất chính là những người chủ, có đúng không? Các anh chị và các bạn chỉ làm một cái phong trào mà doanh nghiệp mà huy động đi được bao nhiêu tiền, tháng lương tôi có mấy triệu, tôi còn phải lo cơm áo gạo tiền lương, mà nói chuyện từ thiện xa vời lắm, đúng không? Rồi
Tất nhiên vẫn có rất nhiều những tấm lòng họ thiện nguyện nha. Nhưng mà tấm lòng, còn cái việc mà cái kết quả đóng góp thật sự bạn nó đáng bao nhiêu, đúng không ạ? Cho em chuyển 100.000 hỗ trợ đồng bào lũ lụt nha. Tất nhiên hàng triệu người nó vẫn tạo ra một cái kết quả, nhưng mà bản thân đóng góp của bạn thì nó rất nhỏ bé. Rồi có được thừa kế không? Sắp xô nước mà còn không được thừa kế nó mới đau. Ví dụ làm giáo viên thì bây giờ con mình nó làm giáo viên theo mình được không? Nó phải học, nó phải tự nỗ lực phấn đấu. Rồi có được làm chủ không? Đã làm công rồi sao làm chủ? Mày muốn chuyển làm chủ thì mày đã làm chủ rồi. Mày tóm lại là được bao nhiêu điểm? Ủa, chưa điểm nào hả? Có cho một điểm được không? Khả thi không? Cái tính khả thi cao không? Đi làm công an lương bởi vậy mà cũng không được khả thi nha. Có những vị trí như là chị là em cũng muốn làm giáo viên thì cũng khó. Có nghĩa là một cái tính khả thi là không có đòi hỏi gì luôn á, khó đấy nha. Thế thì cuối cùng lại là cái người nhóm này là đau khổ không? Và bao nhiêu anh chị từng trải giống như hiện trong cái nhóm này, anh chị tự mình chấm điểm cho mình, tự biết mình đang ở đâu. Và kết luận là gì ạ? Kết quả ngày hôm nay bạn đang có là lựa chọn và nỗ lực của 3 năm, 5 năm, 10 năm về trước. Nếu 3 năm, 5 năm, 10 năm về trước bạn quyết định bạn muốn trở thành một giáo viên, bạn sẽ đi học và nỗ lực hôm nay bạn làm giáo viên. Nếu cách đây 3 năm, 5 năm, 10 năm về trước bạn muốn làm chủ một doanh nghiệp, bạn lựa chọn làm doanh nghiệp, bạn nỗ lực bạn xây dựng, bây giờ bạn sở hữu doanh nghiệp. Tức là kết quả ngày nay mình có là lựa chọn và nỗ lực của mấy năm trước. Thế thì bạn có hài lòng với kết quả này chưa? Nếu hài lòng rồi, giống như chị Hoan đây, xin chúc mừng. Mà chị Hoan còn chưa hài lòng nhá. Đúng không chị Hoan? Chị mà hài lòng rồi thì chị không có ngồi ở đây. Cho nên các chị, tất nhiên, nếu các chị muốn thay đổi cái kết quả 3 năm, 5 năm về sau, phải thay đổi cái lựa chọn và nỗ lực của ngày hôm nay. Có đúng không anh chị? Gieo quả, gieo hạt chanh thì lấy quả gì? Quả chanh. Gieo hạt bưởi có lấy quả sầu riêng được không? Bạn gieo cái gì thì bạn gặt cái đấy. Bạn chọn cái gì thì bạn có kết quả cái đấy. Ngày hôm nay bạn muốn thay đổi kết quả nhưng mà không thay đổi cái suy nghĩ và cái công cụ bạn lựa chọn thì làm gì có kết quả mới được, đúng không ạ? Thế thì hôm nay nếu anh chị nào chưa thực sự cảm thấy hài lòng với cái là sự nghiệp của mình, với cái chất lượng cuộc sống hiện tại của mình, có nên chăng mình cân nhắc đến cái lựa chọn với lại công ty Zcook một cơ hội mà. Chấm điểm nhé. Bây giờ Zcook nè, cái này hiện không chấm mà cho anh chị chấm nè. Zcook có nhiều tiền không? Nghiêm túc mà nói, nếu anh chị nhìn cái thu nhập của hiện nè, em xin lỗi các chị nha, tháng vừa rồi em được là 96 triệu, không quá nhiều, cứ cho là 4.000 đô được không? Không nhiều nha, đối với nhiều doanh nghiệp. Nhưng nếu anh chị nhìn cái góc độ khác nó nhiều lắm nhé. Ví dụ nè, nếu anh chị có một cái nhà cho thuê mặt tiền á, để 4.000 đô một tháng, căn nhà đó bao nhiêu tiền? 5 tỷ đủ không? Không, lâu. Căn 5 tỷ mà cho thuê được 4.000 à? Lâu. 10 tỷ đủ không? Lâu. Có đúng không? Tại vì cái thu nhập em hiện có là thu nhập thụ động nha. Có nghĩa là em hiện ngưng làm việc nó vẫn có, nó khác rất là lớn. Em hiện có một bà cô ở đường Bà Huyện Thăng Quan ở Sài Gòn quận 3, bề ngang rất là rộng, cả cỡ 7-8 mét gì đấy, và dài rất là dài, cho thuê là cho thuê nguyên mặt trước lớn lắm để buôn bán kinh doanh, được bao nhiêu? Được có 2.500 đô một tháng. Bà Huyện Thăng Quan ấy mà cái căn nhà nó biết bao nhiêu là triệu đô, đúng không? Rồi biết như là nó đơn giản vậy, nó có giá nhà trọ như Bình Dương này, 7 phòng, một phòng 800.000, tiền wifi thì vô, má ơi, tôi đầu tư cho nó 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ mà tháng được mấy triệu bạc. Thấy không ạ? Mà 4.000 đô như vậy thì một tháng thì bao nhiêu tiền để đầu tư? Đúng không? Nó là sự khác biệt. Cho nên chị nhìn thấy là mà ở dưới có nhiều người có tiền không? Một cái công việc á mà hoạ hoành mới tìm thấy một người thành công á, thì đó là ít người thành công, nhưng ở đây là nhiều không? Quá trời luôn, anh Hoàng Thân, chị Nam Sĩ Kiếm Yến, anh Tiến, anh Cảnh, anh, đúng không? Rất là nhiều. Ở đây có giới hạn bao nhiêu xuất thành công mỗi năm không? Có giới hạn bao nhiêu diamond không? Không có giới hạn gì cả. Kiếm bao nhiêu do bạn quyết định. Bạn làm thêm, làm bớt, bạn kiếm 5-10 triệu một tháng cũng được. Bạn làm kiếm 5 tỷ, 100 tỷ một tháng vẫn có. Hiện nay ông Mr. John ở người Hàn Quốc, thu nhập của một năm là hơn 10 triệu đô nha.
mà ông mới làm có mấy năm thôi, 4 năm rưỡi, 5 năm thôi, nhớ nha. Cho nên cái ngành này, cái công việc này chắc chắn cho rất nhiều thu nhập. Cái thứ hai, có được tôn trọng và nổi tiếng không? Trước khi em hiện về đây là nhiều người đã biết rồi, mà các chị có tôn trọng em hiện không? Em tin là tôn. Vì sao? Vì cái người người ta cho đi một cách vô điều kiện. Cái kinh doanh này nếu bạn có tâm lòng hẹp hòi, ích kỷ, bạn chỉ biết cho bản thân bạn, bạn không sẵn sàng cho đi, bạn không sẵn sàng giúp đỡ và nâng người khác lên, bạn mãi mãi không bền thành công, đúng không? Cho nên ngày hôm nay các chị xứng đáng được tôn trọng. Bên ngoài kia người ta nói các bạn làm đa cấp, người ta nói các bạn làm kinh doanh lừa đảo, đó là bởi vì họ chưa hiểu, có đúng không? Nhưng mà nếu các bạn hiểu, các bạn thấy rõ ràng kinh doanh này nhân văn không? Cực kỳ nhân văn và nhiều giá trị. Các bạn xứng đáng được tôn trọng và các bạn có cơ nổi tiếng. Vào ngày 22 tháng 10 được công ty Zico tuyên dương trên một cái hội trường 2,000+, 3,000 người. Các chị tưởng tượng cháu hiện nó là nó mới có lớp mấy, lớp mấy ta ở BTM, mấy người như lớp 6, lớp 7 thôi. Nói gì à? Sau này phải như cậu Hiển, vừa thành công vừa nổi tiếng, vừa giàu có vừa nổi tiếng. Thế thôi, mình là tấm gương của con cháu. Và cha mẹ mình có tự hào hãnh diện không? Con tao đó, thằng con tao đấy, có đúng không? Không có gì bằng tấm gương cho con, và không có gì bằng niềm tự hào của cha mẹ. Chúng ta làm cái như này chúng ta rất là tự hào, và chúng ta có cơ hội chúng ta được tôn trọng và nổi tiếng. Thế thì có thu nhập thụ động và được tự do không? Ở đây có ai bắt anh chị họp vào lúc mấy giờ, một ngày làm mấy tiếng, có không? Không hề. Hoàn toàn tự do. Và thu nhập ở đây là thu nhập thụ động, đúng không? Anh chị có được sự đảm bảo. Sự đảm bảo. Và hôm nay em chia sẻ cái một cái hình thang mà ngày xưa có một cái chị chủ doanh nghiệp này chia sẻ với mình rất là thích nè. Đây là nó có hai cái tam giác. Đây. Giống gì ta? Cái hình thang chứ mà tam giác. Chị cười. Ghê đấy. Tí em nè. Em đang vẽ hình thang chứ mà tam giác. Đây nè. Kinh doanh truyền thống nè. Đây là tiền. Đây là thời gian. Đây là áp lực. Kinh doanh theo mạng. Kinh doanh di cúc nè. Đây là tiền, đây là áp lực, và đây là thời gian. Chúng ta thường hay bị một cái bẫy của cuộc sống. Đó là gì ạ? Càng thành công, càng phải trả giá. Càng thành công, càng thất bại. Bên ngoài kia lúc anh chị mới khởi đầu, mới đi làm, vị trí thấp, hay là mới khởi sự kinh doanh, chưa có nhiều khách hàng. Lúc này tiền ít, đúng không? Nhưng mà thời gian nhiều, chưa có nhiều việc phải làm. Hết giờ nghỉ. Nhưng mà khi mình bắt đầu càng thành công lên thì sao? Lúc đầu áp lực đâu có đâu, tại vì đúng không? Ở trên không có trừ xuống, ở dưới không có đè lên, đúng không? Nhưng mà khi các bạn muốn thành công hơn, các bạn phải đánh đổi tiền nhiều hơn, thì đồng nghĩa là thời gian của mình đã bắt đầu giảm đi, áp lực mình càng lúc càng tăng, đúng không ạ? Quy mô của công ty 5 nhân viên với lại 500 nhân viên nó khác nhau nhiều lắm, áp lực khủng khiếp. Thế thì cái gì cốc nó hay một cái là gì? Lúc em mới vô làm á, đừng nói là ít tiền nhá, âm tiền đấy. Chả phải chỉ tốn tiền đi kìa, đi học, dùng sản phẩm. Các chị tốn tiền, các anh chị này kia, đúng không? Chưa làm tiền, bởi vì lúc đó gì ạ? Mình chưa có nhóm, mình chưa có nhóm nỗ lực của một mình làm sao mình có tiền được? Nhưng mà lúc đó áp lực vô vàn luôn. Vợ không tin, chồng không ủng hộ, gia đình càng nhằn, bên ngoài gì ạ? Cơ quan làm hết giờ là phải chạy về nhà lo gì ạ? Lo đi học, lo lên Zoom, lo này kia. Áp lực vô vàn. Và lúc này chị gần như không còn thời gian nữa luôn á. Như chị Văn Anh tội không? Vừa làm ở cơ quan, tranh thủ từng giây từng phút để gặp khách hàng, để họp, để học, rất vất vả. Nhưng cái hay tuyệt vời của kinh doanh này là khi bắt đầu các bạn phát triển có đội nhóm, càng lúc càng tăng dần. Khi bạn có đội nhóm thì thu nhập bạn tăng lên nè. Và lúc này đội nhóm của bạn lúc đầu á, cái gì cũng ơi, Hiển ơi giúp chị với, anh Hiển ơi giúp em với, họ chưa biết làm việc. Nhưng mà càng lúc họ càng trưởng thành trong nghề, họ càng được học, họ càng phát triển thì sao? Mình đỡ phải vất vả, đúng không? Giống như ông sư phụ câu cá, tôi chuyên nghề cho bạn câu cá được rồi thì bạn cứ cầu, tôi đi chơi thì vẫn có tiền, đúng không? Và lúc này có phải là thời gian các bạn được giải phóng không? Ví dụ như em hiện bây giờ hệ thống em hiện 9,000 mấy người, giả sử thứ hai em không đi làm có sao không? Bình thường. Thứ ba em không đi làm có sao không? Có rất nhiều người họ đi làm thay em rồi, rất nhiều người họ đang tiêu dùng tạo thu nhập cho em rồi, đúng không? Thế thì cái hay của cái kinh doanh này là các bạn sẽ được tự do về thời gian và tự do về tài chính, và cái sự đảm bảo nó nằm ở đây này. Dịch cúm xảy ra, doanh nghiệp của anh trai gần như phá sản. Nếu không dịch đợt 1 nó không ngưng lại là chết rồi. May mắn làm sao mà nó dừng một thời gian ngắn,
hắn gì ạ, cầm cơ được đến giờ này. Bà chị rốt của mình có một người bạn rất thân là chị Diệp Ngọc Anh, chị này làm chủ 4 cái nhà hàng ở Sài Gòn, 4 cái mặt bằng lớn. Bao nhiêu lợi nhuận của 30 năm kiếm được bây giờ đổ ra gồng hết. Đi xin họ là giảm tiền mặt bằng, họ bảo là tao cũng đang nợ 1.000 không cả. Đúng không? Chị cũng có ai muốn đâu. Rất nhiều năm bạn thành công, đừng bao giờ thất bại dù chỉ một lần. Bởi vì nếu bạn thất bại trong truyền thống, một lần thôi là về không hoặc âm luôn. Nhưng hiện làm kinh doanh này, người thứ nhất chia sẻ lắc đầu, người thứ hai chia sẻ lắc đầu, người thứ ba chia sẻ chửi cho mặt luôn. 100 người thất bại, nhưng mà người thứ 101 họ đồng ý, họ làm thì sẽ thành công. Đúng không anh chị? Có nên dành cho chị Cúc chẳng có tay. Bạn làm kinh doanh này, bạn có sức khỏe và sắc đẹp không? Đừng nói là không. Các chị nên nhớ rằng hầu hết người ta tham gia vào đây, một yếu tố đầu tiên người ta bị thuyết phục đó là sản phẩm. Và bản chất kinh doanh này là không quảng cáo, không bày bán ngoài siêu thị tạp hóa. Chỉ có một cách duy nhất để người ta biết sản phẩm của bạn, đó là có ai đó nói với họ. Nó gọi là truyền miệng. Mà nếu như bạn dùng qua mà bạn không thấy tốt, tôi cho tiền bạn có đi giới thiệu, bạn có đi truyền miệng không? Không làm. Chất lượng sản phẩm là luôn luôn có trong cái ngành này nói chung, mà tại Di Cúc thì càng tuyệt vời hơn, có đúng không? Bởi vì bạn đang đi bán cái gì? Sức khỏe. Bán sức đẹp. Mà ông bài mình nói không có sai đâu. Bán cái gì thì ăn cái đấy. Nhà mà bán chè thường xuyên ăn chè. Nhà chị mà bán gì ạ? Bán rèm á, thì nhà chị đã đủ các loại rèm đẹp. Nhà chị mà bán vàng thì vàng đeo vào người. Nhà chị bán vỏ thì hẹp vỏ. Đúng không anh chị? Thế nếu hôm nay anh chị bán cái sức khỏe, bán sức đẹp, anh chị mà không khỏe không đẹp, anh chị nói ai nghe? Anh chị không khỏe không đẹp, anh chị gì ạ? Làm sao có đủ niềm tin và động lực chị đi chia sẻ? Chắc chắn vô môi trường này, trước đây anh chị như thế nào chưa biết, nhưng mà vô đây các chị càng ngày sẽ càng được hoàn thiện, thay đổi và gọt giũa. Bạn sẽ đẹp hơn, bạn sẽ gì ạ? Chú trọng đến cái việc làm đẹp hơn, thì sức khỏe hơn. Ngày xưa em hiện vẫn gì ạ? Có thể là thâu đêm suốt sáng đi ạ, đi chơi đàn đúng bạn bè, đi karaoke, đi phá sức, đi ăn nhậu, rồi gì ạ? Mình có thể ăn tất cả mọi thứ nào, kệ cha, hôm nay cứ được sướng đáng. Nhưng mà bây giờ chú ý hơn, ăn cái gì vô người mình, uống cái gì vô người mình, đúng không? Tất cả mọi thứ mình có ý thức thì nó giúp cho mình càng phải đẹp hơn. Rồi có được phát triển bản thân không? Hiện khẳng định với các anh chị, hiện có rất nhiều người trong cuộc đời này, cô chú lớn tuổi nói hiện như à, sau này á mà định hướng cho con của cô lấy chồng hay là lấy vợ á, cô sẽ tìm những người thủ lĩnh trên trang mạng để lấy. Bởi vì một người lãnh đạo trong đây chắc chắn họ phải hoàn thiện, cam kết với anh chị luôn. Cái kinh doanh này nếu bạn muốn thành công, tốc độ thành công của bạn nó phụ thuộc tốc độ hoàn thiện bản thân. Các anh chị không thể nào là một người già thất tín, các bạn không thể nào là người già không trung thực, các bạn không thể nào là người già là thiếu kỷ luật, các bạn không thể nào là những người già đi hại người khác, các bạn không thể nào thành công nếu các bạn không xây dựng được niềm tin với đội nhóm của bạn, lãnh đạo đội nhóm của bạn. Nên kiểu gì thì kiểu bạn sẽ sớm gì được hoàn thiện và phát triển. Cho nên chắc chắn đây là môi trường rất tốt để các chị đưa con cái mình vào để mà giáo dục. Và nếu anh chị đã được một cơ hội vào khóa 21 ngày của tổ chức kinh doanh hiện, xin thật sự chúc mừng các anh chị. Bởi vì khóa học này không phải để áp dụng vào kinh doanh, mà tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Và em cam kết anh chị gặp đi bất kỳ người nào đã tham gia khóa học 21 ngày của tổ chức kinh doanh, họ sẽ đều muốn cho chồng, cho vợ, cho con, cho bố mẹ, cho gia đình bạn bè họ được học. Đúng không anh chị nào không rồi? Dành cho khóa 21 ngày một tràng pháo tay. Đấy. Và ở đây có cơ hội thăng tiến không? Diamond, một năm được 10 người có không? Là những cái chuyện đó, bao nhiêu diamond cũng được, đúng không? Và rõ ràng là cơ hội cho các anh chị là rất công bằng. Bên ngoài kia em nghĩ rằng để có một cái mức thu nhập mà 100 triệu một tháng á, anh chị phải đầu tư và anh chị phải có khả năng rất là đặc biệt. Để mà người ta trả lương cho mình 5.000 đô một tháng thì anh chị phải là kỳ tài xuất chúng ạ. Phải bằng cấp, phải gì ạ? Chứng chỉ, phải kinh nghiệm ghê gớm luôn á. Nhưng mà ở đây hiện thấy những người như Hoàng Thân thì học hết lớp 12 nha. Em hiện là người học cao nhất trong nhà, hiện học lầu 2, bên chị học ở lầu 1. Mà hiện chị hết có lớp 12 không? Học cao đẳng thể dục thể thao năm thứ nhất, hết năm thứ nhất hiện nghỉ rồi. Chưa hề có bằng đại học, chưa hề có một cái gì nền tảng đặc biệt. Nhưng mà ngày hôm nay hiện thấy gì ạ? Đã đạt những kết quả như vậy. Hoàng Thân cũng vậy. Một người gì ạ? Rất là bình thường. Là ở gì ạ? Ở vùng Bến Tre. Nói đớt, nói nhanh, nói lắp, không có gì đặc biệt, vẫn thành công. Đặc biệt đó là gì ạ? Bắc Tần, bố của cô Yến, ông ngoại của Tài Đức,
năm nay là 78 tuổi, danh hiệu đang là Gold. Ở đây có cô Yến không? Bác Tình chỉ là một người tiêu dùng, là bác gì ạ? Đang làm đồ mệt, tự nhiên con gái mang về hũ nhân sâm, uống khỏe quá, ra quốc âm âm khỏe quá, đi khoe, và vừa dùng vừa khoe. Một tuần trung bình vài triệu, tuần cao nhất 12 triệu một tuần. Một tuần nha. Tuyệt vời không chị? Bác Tình. Ở đây cơ hội đăng ký là cho mọi người, không có đòi hỏi nền tảng trình độ gì hết á. Ai cũng có cơ hội thành công. Mà nhiều khi mình muốn giúp người khác á, mình giúp được. Người ta không cần đòi hỏi nhiều. Rồi chị ạ, có được giúp được nhiều người không? Rất là nhiều người. Như hình nói đấy, bạn không để thành công nhưng mà không giúp được người khác. Và chỉ khi nào bạn giúp được người khác thành công thì bạn mới thành công trong cái việc này. Nhớ nha. Vậy thì có được du lịch nhiều không? Quá nhiều luôn. Có thể nói là từ ngày làm cái chức năng này nè, một trong giá trị niềm tâm đắc và yêu thích đó là gì ạ? Được trải nghiệm rất nhiều những mảnh đất, gặp rất nhiều những con người, rất nhiều nền văn hóa và ẩm thực. Nó làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Và đi một ngày đàn thì học sàng khôn. Cho nên là chúng ta được dựng rất là nhiều. Có được báo hiếu không? Hôm nay các chị đừng chờ đến lúc mình có tiền mới đi báo hiếu. Muộn. Tại sao đợi ông bà gì ạ? Sống không lo, chết rồi đi cúng. Cũng heo, cũng hoành tráng. Có ăn được không? Chị vậy, đầu tiên khi hiện về, hiện biếu ngay cho bố của mình, cho mẹ của mình những cái sản phẩm dinh dưỡng rẻ tiền và cơ bản nhất. Đặc biệt là bác người mà trái nước rồi chén là mê, mê tích thò luôn. Hãy hiểu cảm giác của người phụ nữ khi mà họ gửi một tấm giấy bác mình yêu. Đúng không ạ? Mệt không? Nhưng bây giờ có nước rồi chén này loáng cái là sạch, loáng cái là sạch. Thật sự là rửa này xuống, anh rẻ của mình em, bác có cà phê nha. Anh có một cái chén mà bỏ nước vô xong bỏ lon xuống cho nó không bị kiến. Tuy nhiên một thời gian nó ố cái chén. Nhưng mà dùng nước rửa chén sinh học của mình một thời gian, cái chén nó đâu mất tiêu rồi. Nó tẩy được cái ố đó làm gì? Ở trong nhà của mình kiến chén rồi đi hết. Rồi rửa rau rồi cái cho cái sản phẩm siêu phẩm. Mình bao hiếu chứ mình phải nghĩ xa vời đúng không? Hôm nay chỉ một cái hành động nhỏ thôi, mình biếu cho họ hay là mình tặng cho họ là đã là bao hiếu rồi. Và nó chân tình với các chị, một tháng bây giờ không dưới 6 triệu đồng tiền sản phẩm bao nhiêu cho ba quý. Và nó rất chân thành nha. Amway có, Herbalife có, Zico là đương nhiên rồi. Và kể cả dịp lục của Kaling. Nên vẫn cho dùng rất là nhiều sản phẩm bởi đi. Mình không chờ đến lúc mà gì, mình thành đạt, mình thành công lấy lần rồi, mình mới quay lại mình giúp, mình bao nhiêu nữa. Muộn rồi, bây giờ là lúc mình có thể gì ạ? Bao nhiêu. Và có làm từ thiện được không? Đó. Tặng chị câu nói rất là tâm đắc từ thời mới bước vào nghề. Cho tiền là hạ sách, cho cần câu, tức là cho con cá là hạ sách đấy, cho tiền hạ sách, cho cần câu là trung sách, cho tư duy, cho quan niệm mới là thượng sách. Thì nói với anh chị nhé, trong đời này, ngày xưa hiện là cái người mà gọi là trong túi có mấy ngàn đồng cuối cùng á, là sẵn sàng cho anh xin cho một cách không bao giờ suy nghĩ luôn. Bởi vì trong đạo Thiên Chúa có một câu là hãy cho đi mà không tính toán, đó là kim chỉ nam sống của mình luôn. Cho trước khi mình nghĩ là mình sẽ cân nhắc, có mấy ngàn cho luôn. Mình sẵn sàng cho những đồng cuối cùng, nhưng mà khi mà mình học được điều này, mình đang hại họ. Các chị biết ở trên vùng Tây Bắc có một cái rất là nhiều những cái làng mà trẻ em á, mà người đó người ta giáo dục á, không có được giàu lên, bởi vì giàu lên không người ta không có cho nữa đâu. Trời ơi, tư duy vậy gì mà kỳ đấy. Nếu mà mày khá lên á, làng mình thoát nghèo á, người ta không đến thăm, người ta cho quà nữa đâu. Còn lại mấy cha giáo dục cái kiểu gì, mình đi cho người ta thì người ta ỉ lại, người ta dựa vào, đúng không? Nếu anh chị cho họ một cái con cá hết lại đói bụng lại xin, nếu anh chị cho họ một cái cần câu, họ có thể tự mình đi câu để họ kiếm sống. Thế nhưng mà nếu như nó làm biếng thì sao? Nó không có kỹ năng câu thì sao? Cho nó cái tư duy đi, đúng không ạ? Và trong cái môi trường thì anh chị là siêu từ thiện luôn. Bởi vì nếu hôm nay anh chị thay đổi được một người nào đấy thôi, đúng không ạ, là anh chị đã gì ạ? Lan tỏa được hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người sau này. Có nên dành cho cái kinh nghiệm cho người lớn không? Đúng không? Giá trị mà anh chị lan tỏa nó là cấp số nhân. Hôm nay em Huy Hoàng chia sẻ cho có một mình em Hiền thôi, nhưng mà em Hiền sau 7 tháng kinh doanh là hơn 9.000 người. Tức là cả 9.000 người được nhận những cái giá trị rồi. Tiếp tục từ 9.000 người lại lan tỏa ra, và họ đều có gì ạ?
sự thay đổi về chất lượng cuộc sống thông qua những sản phẩm tốt. Họ đều có những cơ hội để thay đổi gốc rễ cuộc đời của họ, đó là cái tư duy, đó là những cái thói quen tốt, và đó là cái cơ hội giúp họ thay đổi cuộc sống, đúng không ạ? Đó là siêu từ thiện. Cho nên các chị có quyền tự hào, tôi đang làm một công việc mà rất là nhân văn, và tổ chức Win Win lại đi trước cả xã hội, cả thiên hạ nữa, thành lập cả một câu lạc bộ thiện nguyện luôn, không chờ đến lúc gì ạ, mình có điều kiện mới đi giúp. Chích máu mình đi cho người khác cũng là một dạng từ thiện mà. Vừa rồi mới phong trào chích máu ở khắp nơi luôn, ở hiến máu. Đừng quên rồi ha. Đấy, tôi cần phải xa xôi. Rồi gì ạ? Bạn dư thì bạn cho, bạn cần thì bạn đến lấy. Nhà chị dư những bộ đồ mà chị lâu không mặc, do là chị gì ạ? Chị đã gọn hơn, đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nên là đồ còn rất gọn mặc được rồi. Thế em cho đi để nhà em chị. Thì đến đó ai cần thì lấy, ai thiếu thì ai dư thì cho, đúng không? Rồi ngày trước Win-Win lúc mà chưa có những cái chương phong trào này á, là tuyển làm những chương trình để trồng cây xanh vì môi trường, chạy bộ vì sức khỏe, đào tạo cho đi giá trị. Win-Win rất là nhân văn, cho nên chúng ta có quyền tự hào. Rồi chúng ta có được nhiều người giúp không? Được. Anh chị đang nhận cái gì ở đây? Đúng không? Anh chị đang nhận được sự trợ giúp. Và khi anh chị cần á, alo, bắt đây, chị Văn Anh ơi, ngày mai em có những người bạn, em đã chia sẻ tin tức này cho họ, nhưng mà em cần một người có kiến thức đi trước và kinh nghiệm nhiều hơn để định hướng để chia sẻ thêm cho. Ngày mai chị có thể giúp em chia sẻ với người không? Chị có say no không? Sao no được? Tôi giúp bạn thành công, tôi càng thành công mà. Luôn luôn có những người sẵn sàng giúp bạn. Nếu bạn tìm người bảo trợ của bạn mà họ không giúp được bạn, hãy tìm người tuyến trên của họ. Nếu tuyến trên mới không giúp bạn, hãy tìm người trên nữa, trên nữa, trên nữa. Và đến khi nào bạn không còn người để giúp, hãy liên hệ với hiện, hiện luôn sẵn sàng. Được không các anh chị? Chắc chắn. Luôn người sẵn sàng giúp đỡ anh chị, nhớ nha. Rồi có được thừa kế không? Đó, quá tuyệt. Cái kinh doanh này là một loại tài sản rất là đỉnh cao. Hiện tại các anh chị cái điều này mà em dám nói với anh chị, các anh chị hiểu được nhé. Anh chị có thể gì ạ? À? Người ta dùng từ là hy sinh đời bố và củng cố đời con là lạc hậu lắm, đúng không? Tại sao mình lại ví dụ về chị là con, anh chị nhìn thấy ba mình khổ, các anh chị có vui vẻ, đúng không? Vậy thì họ cũng vậy, con cái mình cũng thế, nó nhìn thấy mình vất vả hy sinh này kia, nó đâu có muốn, cho nên bỏ cái câu cũ rất là đi. Bây giờ là Win-Win rồi, đúng không? Cha mẹ hạnh phúc và thừa hưởng cho con cái mình để nó càng hạnh phúc. Thế thì hôm nay chị làm kinh doanh này nè, hiện tâm đắc một cái điều ngày trước cái chị khi chia sẻ này. Chị làm cái kinh doanh này vì yếu tố thừa kế. Cái doanh nghiệp của chị á, để lại cho con của chị á, là nó phải điều hành, nó phải duy trì, nó phải hoạt động hiệu quả, nó mới tiếp tục có thu nhập. Nhưng chị thích cái kinh doanh chị Cúc này là khi mà chị đã xây cái mạng lưới thành công giống như em á, chị để lại cho nó, kể cả nó có làm hay không làm, nó vẫn nhận được cái kết quả mà chị để lại, đúng không? Bây giờ Hiền để lại con của Hiền, con Hiền nó đến gặp anh chủ tịch, anh Lợi ơi, thôi anh nghỉ đi, anh đừng xài, đừng làm nữa, ba Hiền em nghỉ hưu không làm nữa rồi, có được không? Nó không có khả năng phá hủy doanh nghiệp của mình được. Anh chị làm vì cái gì? Vì chính ước mơ, vì chính mục tiêu, vì chính gia đình của anh chị. Không phải làm cho Hiền. Hôm nay Hiền có nghỉ anh chị vẫn làm mà. Ủa, tôi làm vì tương lai gia đình tôi, chứ tôi làm vì ông đâu. Có ông giúp đỡ thì tôi làm, có thể là thêm một cái tác động nào đó. Có ông tôi làm tốt, không có ông tôi làm tốt hơn. Đến đi, đúng không? Đúng không chị? Đấy, mong một ngày anh chị xa thải Hiền, Hiền phải thất nghiệp thì anh chị mới thành công được. Còn khi nào các chị còn cần đến Hiền thì các anh chị chưa trưởng thành và các anh chị chưa thành công lớn được đâu. Một ngày đó anh Hiền ơi, về chỉ đi nhậu thôi, về chỉ đi chơi thôi, đó là lúc mà tất cả chúng ta cùng thành công hết rồi, đúng không các anh chị? Ok nhé. Và kinh doanh này đó lại là dạng một sự nghiệp làm chủ hoàn toàn, làm chủ đúng nghĩa làm chủ luôn, đúng không? Thì đi du lịch đi chơi thì đâu có để cái đầu mà. Chết men, hôm nay không biết là cái chị Vân Anh chỉ có chia sẻ cái ảnh mẫu của ta, chị Vân Anh biết chị đi làm của ta, không cần phải suy nghĩ điều đó. Các chị nên nhớ là các chị đang là một tập đoàn nha, không phải là một công ty nhỏ đâu. Như anh chủ tịch mình có một doanh nghiệp, có những nhân viên thì anh là một doanh nghiệp. Nhưng mà nếu như anh sở hữu nhiều công ty con, nhiều ông chủ ở dưới thì có phải là một tập đoàn không? Em đang là một tập đoàn rất là lớn. Chị Vân Anh là chủ doanh nghiệp của chính chị, đúng không ạ? Các anh chị ở đây đều là một chủ doanh nghiệp của các anh chị, và em đang sở hữu hàng ngàn doanh nghiệp như vậy. Và rõ ràng rằng ở đây không còn là chủ nữa, mà nó là siêu chủ của nó, là tập đoàn luôn rồi. Vậy thì bao nhiêu điểm các chị? Maximum, yes, dành cho anh tối đa là
nếu các anh chị còn nghĩ được những cái giá trị gì á, em phải thật với các anh chị là ở đây nó vẫn có thể đáp ứng được các anh chị, đúng không? Nhưng mà anh chị đừng có bảo rằng ở đây có con đường tắt để thành công không, chắc là không có đâu. Có nhiều cái nghề truyền thống mà có đường tắt nhé, ở đây nói thật anh chị hối lộ lên đây mà không có không, có khi nào anh chị lên gặp Win-Win cho em cái vị trí chủ tịch câu lạc bộ thể thao đấy được 200-300 con lâu nó chỉ dở cái là không có con đường tắt thôi, sọc thân không ngờ đúng không? Vậy thì chốt lại sáng ngày hôm nay chúng ta đã nhìn rõ là cái cơ hội và điều cuối cùng của sáng ngày nay chia sẻ với anh chị, và nó là nền tảng để giúp anh chị thành công rất là lớn và quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh này. Luôn luôn nhớ cái bài học này các chị nhé, bởi vì sau này anh chị chính là người chia sẻ lại cho người bạn tiếp theo của mình, nhớ nha. Thế thì kinh doanh này hoạt động dựa trên hai nguyên lý, một là truyền miệng hay gọi là truyền khẩu ấy, hai là cấp số nhân. Truyền miệng thì nói rồi, sản phẩm không thể không tốt, không tốt thì chẳng ông nào ông đi bán uy tín của ông giới thiệu cho bạn bè đâu. Nhưng mà cấp số nhân nó mới là cái mấu chốt cốt lõi. Archimedes nói hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả quả đất này lên. Hãy cho tôi một mối quan hệ, tôi sẽ quen biết cả thế giới này. Đúng không anh chị? Thế thì bây giờ nè, nghe kỹ chỗ này để mình hiểu được bản chất của sự nghiệp này nhé. Ví dụ một, em tên gì? Oanh. Anh bảo anh Hiển ơi, bây giờ em giới thiệu cho hai người bạn, đúng không? Tháng thứ nhất, Oanh nắm bắt cơ hội này, sử dụng sản phẩm, tâm đắc sản phẩm, rồi chia sẻ, tìm được hai người đồng hành, hai người bạn của mình làm. Sau khi giới thiệu hai người xong, Oanh bảo em bận quá, em nghỉ, em không làm việc nữa, để cho hai người này họ làm giống như mình, mình chỉ cho họ làm giống như mình. Tháng thứ hai, hai người bạn này mỗi người họ giới thiệu cho hai người bạn là mấy người? Bốn người. Bốn người đúng không ạ? Bốn người, đúng không? Bốn người này là ai? Là bạn của hai người này, mình biết hoặc không biết, nhưng mà từ hai người này ra bốn người này. Tháng thứ ba, bốn người này mỗi người hai người là mình có mấy người? Tám người. Tháng thứ tư? 16 người. Tháng thứ năm? 32 người. 32 người. Sau 5 lần nhân, anh chỉ có 32 người trong hệ thống của mình. Nhưng mà cái điểm thì nó chỉ ra cho anh chị hiểu được là Quan chỉ làm việc với hai người đầu tiên mà. Nhớ nha, Quan chỉ có giới thiệu và làm việc với hai người đầu tiên, nhưng mà sau mấy lần nhân, 5 lần nhân, em có một cái mạng lưới 32 người, nó gọi là cấp số nhân. Trường hợp thứ hai, chị tên gì? Hương. Hiền. Chị Hiền bảo Hiền ơi, nhưng mà chị có nhiều bạn hơn, chị giới thiệu 3 người được không? Được. Tháng thứ nhất chị giới thiệu 3 người. Tháng thứ hai chị chỉ cho 3 người này, mỗi người 3 người là mấy người? 9. Chứng tỏ là chưa làm là leader lớn được. Leader lớn là cái này nó nhảy liên tục trong đầu rồi. 9. Rồi, tháng thứ 3 mỗi người 3 người là mấy? 27. Ở Nha Trang hình như là hồi đó họ sẽ học toán, hình như là học toán, bác sĩ người ta là toán hóa sinh rồi ta. Rồi tháng thứ tư mỗi người bao nhiêu? 51. Tháng năm 243. Có nhiều hơn cái người này không? Thêm một người. Nhiều hơn nhiều không? Nhiều người. Nhiều hơn khá nhiều. Từ 243 người, từ 32 người đến 320. Nhưng cái điều mình muốn chỉ ra cho chị hiểu và thấy á, là chị Hiền chỉ nỗ lực hơn con một, có đúng không? Thực tế là chị Hiền chỉ nỗ lực có một tí xíu nữa thôi, thay vì giới thiệu hai người tôi ráng tôi tìm thêm một người nữa, nhưng mà cũng sau 5 lần nhân chị có gấp nhiều lần người kia. Ví dụ thứ ba, chị áo đúng rồi, chị tên gì ạ? Chị Trang. Ok, tuyệt vời, chị Trang. Bây giờ chị Trang bảo Hiền ơi, ôi hai ba người xin nghe chị với chị bạn bè nhiều lắm, chị giới thiệu cho 5 người luôn. Tháng thứ nhất 5 người được không? Vậy tháng thứ hai chị chỉ cho 5 người này, mỗi người 5 người là bao nhiêu người? Tháng thứ ba 125. Tháng thứ tư, tháng thứ năm 3125. Cái con số 3125 nó có cho chị một cái suy nghĩ gì không? Nó lớn hơn con số ít nhiều không? Nhưng mà cái điều nó chỉ ra cho chị thấy là chị ở Trang chỉ có nỗ lực thêm có 2 người. Đó là sức mạnh của cấp số nhân. Kể anh chị nghe một câu chuyện.
cái thời ấn thời, thời thời ngày xưa mà thời Ai Cập cổ đại á, thì sẽ Ai Cập á, thì nhà vua là một độ nhỏ rất là ham chơi, rất là bình thường, không chịu học hành. Thế lúc này á, những người quan đại tướng mới tìm cái cách để cho nhà vua bớt ham chơi và chịu khó học hành. Thế thì mới ra một cái gì ạ, một cái gọi là phong trào, một cuộc thi, ai mà giúp cho nhà vua bỏ được cái tật ham chơi học hành này kia thì thưởng lớn. Thế thì trong đó có một người nông dân tên là Seta. Anh Seta này được anh sáng tạo ra một cái trò chơi, mà cái trò chơi này bây giờ người ta gọi là cờ vua. Thế thì khi mà dân tặng cái nhà vua rất là tuyệt vời, cậu bé này rất là thích chơi cái trò chơi này, và nó luyện cho cậu bé này điều binh khiển tướng rất là tuyệt vời. Nhà vua quyết định là ban thưởng lớn, gọi Seta lên, bây giờ ông muốn thưởng cái gì? Nên Seta nói trên bàn cờ có 64 ô vuông, cái ô đầu tiên nhà vua cho hạ thần một hạt gạo thôi, và cứ ô tiếp theo thì nó gấp đôi ô trước, một hạt, hai hạt, bốn hạt, tám hạt, 16 hạt. Trời ơi, tưởng sao có mấy bao gạo, lấy cho nó đi. Và kết quả là mất rất nhiều tháng ròng rã, tất cả các cái quan người đó gọi là quan gì mới nhiều gọi là kế toán, phải tính toán mấy mùa trăng, thì cuối cùng là phải phủ kín quả địa cầu này dày hơn 10 phân mới trả hết gạo trong này. Và bây giờ người ta bấm máy tính, người ta tính toán sản lượng gạo của cả thế giới trong một năm, và nhân cho 320 năm mới trả hết gạo cho này. Cả thế giới sản lượng gạo hiện nay là 320 năm mới trả hết gạo cho nông dân. Câu chuyện nói lên cái gì ạ? Sức mạnh của cấp số nhân. Mà đó mới là cấp số nhân 2 thôi nhé. Vậy thì một ví dụ thứ hai, anh chị biết cái bèo mà cho gà cho vịt ăn không? Cái cánh bèo nó có khả năng là 5 phút là nhân đôi. 5 phút là nó tự nở một cái cánh bèo mới. Và nó mất đâu khoảng gần 6 ngày ấy, 6 ngày để nó nở được một nửa cái hồ. Vậy đố các anh chị mất bao nhiêu ngày nữa để nó nở đầy hồ? Một ngày. Bài có đi nghe không? 5 phút thôi. Cứ 5 phút là nó nở nhân đôi. Thế thì 6 ngày nó được nửa hồ rồi, thì 5 phút sau là nó được đầy hồ. Đúng không? Đó chính là sức mạnh của cấp số nhân. Các chị hãy tưởng tượng là các chị đang làm một cái công việc mà các chị đang dùng đòn bẩy thời gian, năng lực, chất xám, tài năng của rất nhiều người làm cho mình. Và điểm cuối cùng em chỉ ra cho chị thấy ở hôm nay, rất nhiều người hỏi mình là Hiền ơi, cái này hay đấy, này tuyệt vời đấy, nhưng mà liệu rằng chị có làm được không? Chị có thành công không? Hay là em trẻ lắm, em không có mối quan hệ, em không có tiền, em không có gì hết, em có làm được không? Hiền hỏi luôn những người bạn đó, nếu chị không có mối quan hệ, nếu chị không có tiền, nếu chị không có gì ạ, có cái gọi là tài năng gì hết ở bên ngoài kia, lấy cơ sở gì để chị thành công? Đúng không chị? Ở ngoài kia ít nhất ông có con ông cháu già chứ, ít nhất ông có tài năng gì đặc biệt chứ, ông không có cái gì cả thì làm sao ông thành công ngoài kia? Đúng không? Nhưng mà vô đây này, đây là bạn, ví dụ đây là chị hợp Hiền đi. Bây giờ chị Hiền đi, chị Hiền bảo chị cùi bắp lắm em ơi, chị không có tài năng đâu, chị cùi bắp đúng không? Nhưng mà ở trên chị, tuyến trên chị có người giỏi không? Tuyến trên nữa có người giỏi không? Lãnh đạo Quy Tư Quy có người giỏi không? Tổ chức Quy Tư Quy giỏi không? Họ giỏi, họ tìm cách, họ nâng chị, họ đào tạo chị, họ huấn luyện chị, họ giúp chị, họ kéo chị lên không? Mình được nhiều người giỏi giúp mình. Cái thứ hai, chị Hiền cứ tạm xin lỗi chị là thì tự nhận là chị cùi bắp lắm em ơi, ở cùi bắp đúng không? Bây giờ bạn của chị có thể chị biết là ai, bạn của chị có thể biết là nó giàu hay nghèo, nó giỏi hay dở, chị cũng đánh giá thằng bạn em nó cũng củ khoai lắm rồi, ok củ khoai, thằng củ khoai này chứ thằng củ mì, thằng củ mì nó khoai từ, khoai sùng, khoai lang, khoai sọ gì đấy. Có khi nào trong dòng đời xuôi ngược ta vô tình bốc phải cục kim cương có đúng không? Hôm nay anh chủ tịch là ở tầng thứ mấy của em, chị biết không? Không biết mà. Em còn không biết ông nằm đâu trong bản đồ em đâu. Chủ tịch của một doanh nghiệp cổ phần anh chị, đúng không ạ? Và anh đang rơi ở đâu đó rồi, giống như chị bác sĩ chị Hoa là một cục kim cương rất là sáng, nó nằm ở đâu đó ở trong cái giò và em chẳng biết nữa, đúng không? Bây giờ hôm nay các chị thấy nè, giả sử ví dụ thôi nha, ở đây có ai chị nè, theo chị thì chị nói giỏi hơn em hay là em nói giỏi hơn chị? Chắc không, cá một chầu nhau anh chưa? Bây giờ ai bảo là Hiền nói hay hơn chị? Cá một chầu anh lẩu anh chưa? Ai bắt Hiền giơ tay? Ai nói Hiền nói hay hơn?
Một chầu nhậu nha, làm chứng nha, chụp hình này. Hiền. Còn ai đó chị, ai đó chị Hiền nói giỏi không, giơ tay. Chưa nghe chị Hiền biết là sao. Rồi nha, nhớ cái mặt này nha. Ok, bây giờ nha, thể lệ cuộc thi là kể về chồng của chị. Chồng của chị là một người nông dân chất phác, hiền lành, da đen và cao khoảng 1m76. Đúng không chị? Mày làm sao đúng rồi? Đúng không? Ví dụ như em với lại chị Hoan thi kể về cái nghề bác sĩ. Đố chị này thắng. Trời ơi, làm sao mình có thể thắng được? Bây giờ nói đâu xem, đấu ăn thôi nè. Bây giờ các chị thi Hiền với lại các bạn nữ đây, bạn này trẻ măng không nè. Hay các bạn ai đấu ăn ngon hơn? Hiền có biết đấu đâu. Đúng không? Vấn đề là bạn chưa quen nói về lĩnh vực này, chứ mà không phải bạn không biết nói. Đúng không? Bạn chọn bạn tưởng. Bạn chọn bạn tưởng đúng. Hiền không biết nấu ăn. Nhưng mà các anh chị có tin là Hiền học là Hiền nấu được không? Được. Chắc chắn luôn nha. Đúng không? Cho nên ở trong công việc này nè, bạn có thể đánh giá thấp mình, bạn có thể không có tài năng, nhưng mà bạn của bạn của bạn của bạn có tài năng, họ vẫn giúp bạn thành công. Vậy vì ở trên rất giỏi, ở dưới rất giỏi, ở trên kéo bạn lên, ở dưới đẩy bạn lên, ở trên giỏi, dưới giỏi, bạn có giỏi không? Không. Nhưng mà bạn nhiều tiền. Đúng không anh chị? Ở trên nó giỏi, dưới nó giỏi, liên quan đến mình giỏi, nhưng mà mình nhiều tiền. Cho nên kinh doanh này các anh chị không cần phải là người tài năng. Cái bất kể lĩnh vực nào để có thành tựu cũng đều cần năng lực cả. Nhưng cái ngành của mình, năng lực này không nhất thiết là của mình. Mình chỉ cần gì ạ? Kết nối được những cái nhân tố tài năng về với đội của mình là mình thành công rồi. Đúng không? Vì thì hôm nay các chị Hiền dám hứa các chị lý do vì sao Hiền sẵn sàng bỏ ra mười mấy năm theo đuổi cái nhân này. Bởi vì biết rằng đây là con đường đơn giản nhất để thành công trong cuộc đời này. Bởi vì một cái ngành nào á mà được nhiều người giúp như thế này, một cái ngành nào mà tôi có thể làm đối tác một cách song phẳng với những người chủ doanh nghiệp rất lớn như anh chị. Nếu bình thường với bằng cấp trình độ và tài chính của em, làm sao để thuê được anh chủ tịch này về làm cho mình? Trời ơi, chú không có cửa nhá, chú đủ tiền trả cho anh không? Có đúng không anh chủ tịch? Nhưng mà ở đây anh ngày đêm đau đáu làm sao để mở rộng văn phòng lên gấp 3 lần, gấp 4 lần cho anh chị sinh hoạt, làm sao để giúp cho chị này chi tiêu thu nhập. Ngày đêm suy nghĩ điều đó. Và có đang làm giỏi gì không? Dành cho anh chủ tịch cả tay ngày đấy. Đừng có tự ti là tôi không thể thành công. Nếu các chị có niềm tin và các chị hiểu được cái điều hôm nay nói, các chị bất bại trong kinh doanh này. Cuối cùng, kinh doanh này không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc. Nếu hôm nay các chị tham gia vào cái cuộc đua này, nó không phải là cuộc đua mà thi về nhất, về nhì, về ba mới có giải, mà nó là một cuộc đua đường trường. Ông nào đến đích cũng có vòng nguyệt quế như nhau. Không bao giờ có cuộc. Không chạy được thì mình làm gì? Mình đi bộ. Không đi bộ được thì mình bò. Không bò được thì mình lết. Miễn sao cuối cùng anh chị lết về được đến đích là vòng nguyệt quế đang chờ anh chị. Và chắc chắn là chiều nay, bây giờ là anh chị đã đủ năng lượng để bắt tay vào hành động rồi đấy. Thơm đấy, cái này ngon đấy, có vẻ khả thi đấy. Vậy bây giờ tôi bắt đầu như thế nào? Tôi làm cái gì để tôi có thu nhập giống như ông sau một năm, sau một năm, sau hai năm? Chiều nay thì cam kết với anh chị 10% thôi, nhưng mà nó quyết định có pin hay không, thành công không. Chiều nay 1:30 bắt đầu. Hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình chiều nay. Ok, xin chào tất cả các anh chị nha. Chương trình tạm thời đến đây là kết thúc, và chiều nay chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình huấn luyện chiều nay vào lúc 1:30. Xin chào.